Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 3101, Thần thức ký văn, nhất niệm tụng vạn sách 2. Đại Nho đường, vô số cao thủ muốn làm được điểm này, cũng cơ hồ không có, thậm chí cổ thánh cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Thánh vực cửu trọng đỉnh phong liền làm được, vị trương gia tộc trưởng này cũng quá lợi hại đi. Tốt rồi, bây giờ đã triệt để vững chắc tu vi thánh vực bát trọng đỉnh phong, còn lĩnh mộ thời gian pháp tác cùng võ kỹ trương gia. Trương Huyền nhíu mày, trần chờ một chút, nhìn về phía đạm đài trấn thanh cách đó không xa, ôm quyền khom người, tràn đầy không tiện nói. Đạm đài tiền bối, học sinh này của ta mới vừa về gia tộc không lâu, chỉ biết chút phó kỹ bảng chi, nếu như không ngại chờ lâu một lát mà nói, hiện tại ta dạy cho hắn mấy chiêu, một lát nữa lúc chiến đấu, cũng không đến mức bối rối. Dạy mấy chiêu, ý của ngươi là, hiện tại học tập, đạm đài trấn thanh sừng sốt thời gian pháp tác vô cùng ảo diệu, trong đó dính dáng võ kỹ, càng là bác đại tinh thâm, xem như học sinh của hắn, nghe hắn nghiêm túc giảng giải, học tập một môn cũng cần tiêu tốn ít nhất mấy năm, vừa học vừa làm. Ngươi là nghiêm túc, không sai, yên tâm, sẽ không trì hoãn quá lâu, nửa canh giờ là đủ. Còn tưởng rằng hắn sợ thời gian dài, Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Nửa canh giờ, đạm đài trấn thanh không hiểu ra sao, cả người bối rối. Nửa canh giờ, có thể học cái gì? Mấu chốt là khiêu chiến học sinh của hắn, một cường giả kiến thần bất hoại. Không chỉ hắn, Âu Dương Nguyên Phong cùng tất cả đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Thời điểm mọi người muốn nhìn một chút, hắn đến cùng làm sao dạy dỗ, lại làm sao để đệ tử trong vòng nửa canh giờ lĩnh ngộ võ kỹ, liền nghe mộng kiếm thánh nói. Huyền Nhi, người mới về gia tộc tổng cộng không đến hai ngày, võ kỹ trong tộc cũng chưa từng học qua, chưa có xem qua, làm sao truyền thụ. Audio điện tử võ tấn bền Âu Dương Nguyên Phong, đạm đài chấn thanh đồng thời run rẩy Náo loạn nửa ngày, chính mình cũng không biết, liền nói nửa canh giờ truyền thụ người khác. Ta muốn biết, người đến cùng nghĩ như thế nào, trương gia tộc trưởng này không phải là người đầu óc phân liệt chứ. Ta quả thực không biết, không có việc gì, hiện tại có thể đi học. Bát trưởng lão, người quản lý tàng thư khố của gia tộc hiện tại đi lấy võ kỹ cùng công pháp bí tịch của gia tộc tới tốc độ càng nhanh càng tốt trương huyền gãi đầu một cái quay đầu dặn dò vâng một vị trưởng lão vội vã bay ra ngoài không tiêu tốn bao lâu lần nữa trở lại trước mặt bàn tay run lên một đống lớn thư tịch còn mang theo giá sách rơi vào trước mặt mọi người lít nha lít nhít chừng mấy chục vạn quyển trương gia có thể trở thành đại lục đệ nhất gia tộc cường giả như mây lưu lại vô số truyền thừa, đủ loại bí tịch, công pháp, võ kỹ, đếm mãi không hết, bát trưởng lão cũng chỉ lấy tới một chút công pháp để tử Hạch Tâm thường học tập nhất. Trong thời gian ngắn, không có khả năng lấy toàn bộ. "Làm phiền." Trương Huyền cảm ơn một tiếng, con mắt quét tới, cùng thời khắc đó thần thức lan ra, một cái nháy mắt, tất cả thư tịch trên giá sách đều lơ lửng, phát ra thanh âm phần phật, không ngừng lật giấy. Đây là thần thức ký văn, nhất niệm đọc vạn sách, cái này cái này sao có thể? Thân thể đạm đài chấn thanh run rẩy tràn đầy khó tin. Thần thức ký văn là thần thức hóa thành vô số đạo ý niệm phân ra, đi ghi chép văn tự trên thư tịch, khổng thi giao thiên tư cao nhất của đại nho đường, cũng chỉ có thể đồng thời lật xem ba ngàn quyển sách, đã phá trên vạn năm ghi chép, hắn lật xem mười mấy vạn sách, thần thức rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nam Cung Nguyên Phong cũng há to miệng, cái cầm sắp rơi trên mặt đất. Thần thức phân tán ra, chỉ cần đạt tới thánh vực nhị trọng đều có thể làm được, nhìn một quyển sách cũng rất dễ dàng, có thể làm được nhanh chóng đọc thuộc lòng, nhìn hai quyển sách thì tương đương với phân tâm nhị dụng. Điểm ấy liền sẽ làm khó không ít người, rất nhiều nguyên thần cảnh cũng không làm được dễ dàng. Đại nho đường có vô số thiên tài, cường giả như mây, yêu nghiệt mạnh nhất kia, cũng chỉ có thể làm được đồng thời lật xem ba ngàn quyển sách, hơn nữa đọc thuộc lòng, tên này thoáng cái lật xem mười mấy vạn quyển. Không sợ ý thức hỗn loạn, chân chính biến thành ngớ ngẩn sao. chương 3102, thời gian chân giải 1. Cũng có khả năng, chỉ là dùng thần thức lật xem nội dung, nhưng không thể ghi nhớ. Một lát sau, Nam Cung Nguyên Phong nhịn không được nói. Lật xem cùng ghi nhớ, là hai loại khái niệm. Cái trước chỉ là liếc nhìn, nội dung trong đó không cần lý giải cùng đọc thuộc lòng, nhưng người sau là cưỡng ép ghi nhớ. Cả hai có tranh lệch rất lớn, không thể so sánh nổi. Chỉ là cái trước mà nói, hắn cũng có thể làm được. Cái này, xem tiếp liền biết. Đạm Đài trấn thanh lên tiếng, vừa dứt lời, liền thấy tất cả thư tịch lơ lửng đồng thời lật đến trang cuối cùng, ngay sau đó lần nữa rơi vào trên giá sách. Còn phải phiền Phước Bát trưởng lão đưa thư tịch trở về. Trương Huyền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như tiêu hóa vật gì đó, qua hơn 10 hô hấp, lúc này mới mở mắt ra, thản nhiên nói. "Vâng." Bát trưởng lão gật đầu. Ngây ngốc thư tịch thu vào nhẫn, lần nữa gào thét bay đi. Công pháp Trương gia, trước ngươi học qua đơn giản, ta chỉ điểm giúp ngươi, đã sửa đổi thiếu hụt trong đó, trong thời gian ngắn không cần tiếp tục học tập, chủ yếu là võ lý giải kỹ cùng đối thời gian pháp tắc. Ta vừa mới căn cứ nội dung những sách vở này, sửa sang ra hai bộ công pháp, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Nói xong, ngón tay Trương Huyền điểm ra, một đạo ý niệm lập tức đi vào thức hải của Trương Cửu Tiêu. Cái này nhìn rõ ràng lão sư truyền thụ đến kiến thức, toàn thân trương cửu tiêu chấn động. Thời gian pháp tắc là chân giải so với không gian pháp tắc còn khó lĩnh ngộ hơn, rất nhiều người cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng nghĩ mãi mà không rõ, nguyên nhân chính là như vậy, thời gian chân giải của trương gia, trừ khi mượn nhờ lực lượng huyết mạch cùng kiếm pháp, dưới tình huống bình thường, có rất ít người có thể thi triển ra. Vốn cho rằng muốn học tập thành công, không biết cần tiêu tốn bao lâu thời gian, làm sao cũng không nghĩ đến, lão sư truyền công pháp, từ nông tới sâu, dần dần sáng tỏ, độ khó hạ thấp không biết gấp bao nhiêu lần. Dựa theo cái này tu luyện, hẳn không cần một tháng, liền có thể triệt để lý giải. Chỉ là một tháng, thời gian như cũ quá lâu, nghĩ đến cái này, nhịn không được ngẩng đầu. Lão sư, thời gian quá gấp bách. Không phải hắn không muốn làm vẻ vang cho gia tộc, mà là mặc dù có công pháp lợi hại như thế, học tập đến đại thành vẫn không biết phải hao phí bao lâu không có khả năng một lần liền thành. Lão sư nói nửa canh giờ, thực sự quá vội vàng. Không cần phải gấp, kích hoạt giọt huyết dịch này. Dường như sớm biết loại tình huống này, ngón tay Trương Huyền khẽ đảo, một giọt máu lơ lửng ở mi tâm của Trương Cửu Tiêu, thẳng tắp chui vào. Là huyết dịch tinh thuần nhất Trương gia siêu tập. Ông, huyết dịch vừa tiến vào trong cơ thể Trương Cửu Tiêu, lập tức thiêu đốt lên, người sau nháy mắt liền lâm vào một loại ý cảnh đặc thù. Thời gian tăng tốc, Đạm Đài chấn thanh hít mắt lại. Giọt máu này đi vào trong cơ thể, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, ý thức của Trương Cửu Tiêu rơi vào một loại vòng xoáy thời gian nào đó, thời gian nơi này hoàn toàn khác biệt ngoại giới, tiến hành tăng tốc. Nói cách khác, mặc dù bên ngoài chỉ có nửa canh giờ, nhưng Trương Cửu Tiêu lại có khả năng trải qua một ngày, hai ngày, thậm chí hơn 10 ngày lĩnh ngộ. Chỉ cho ý niệm đi vào thời gian tăng tốc, có chút tương tự huyết trì một vị trưởng lão cũng nhìn ra điểm ấy, thầm nói. chương 3103, thời gian chân giải hai, Huyết trì của trương gia, chính là để cho ý niệm tăng tốc tu luyện, nguyên nhân chính là như vậy, trương gia mới có thể thiên tài xuất hiện lớp lớp, vượt xa lạc gia. Huyết trì nhiều nhất tăng thêm gấp 10 lần thời gian, mà tộc trưởng là tăng lên gấp trăm lần. Một vị trưởng lão khác nói, là mượn nhờ huyết mạch tinh thuần nhất trong tộc, ở trong đầu trương cửu tiêu bố trí một trận pháp gia tốc thời gian đặc thù, chỉ nhằm vào ý thức cho nên tiêu hao cực thấp. Hưng kiếm thánh nhẹ gật đầu giải thích. Người khác khả năng nhìn không hiểu, nhưng đã từng làm tộc trưởng một trong mấy cường giả đỉnh phong nhất gia tộc, có thể rõ ràng mục đích nhi tử làm như vậy. Tình huống bình thường, kích hoạt huyết mạch không chỉ có suy yếu kỳ, tiêu hao huyết dịch cũng cực lớn, có đôi khi một bộ võ kỹ cũng đánh không ra, huyết dịch đã bùng cháy hầu như không còn, Trương Huyền sử dụng phương pháp đặc thù, chỉ tiến hành sửa đổi thời gian cảm ngộ của ý niệm, không chỉ huyết dịch lãng phí cực ít, thời gian tăng tốc cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Coi như tiêu hao cực thấp, thời gian tăng thêm gấp trăm lần, cũng chỉ mấy ngày mà thôi, ngắn như vậy, có thể học được cái gì? Thật sự có thể thắng được vị kia? Vị trưởng lão trước đó nói chuyện nhịn không được nói, tuy thủ đoạn của tộc trưởng để bọn hắn hoa mắt, nhưng điểm xuất phát của Trương Cửu tiêu thực sự quá thấp mặc dù có chiêu này, nửa canh giờ lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Dù sao thời gian pháp tắc, bọn họ chìm đắm trong đó cả đời, mấy trăm năm, cũng không có bao nhiêu tinh tiến. Không để ý tới mọi người nghi ngờ cùng khiếp sợ, Trương Huyền lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, nghiên cứu kiến thức trước đó nhìn qua trong đầu. Vừa rồi dùng thần thức lật sách, chỉ là vì che mắt người chưa tử bách ra cùng Trương ra nghi ngờ mà thôi, trên thực tế con mắt quét qua, đã ghi chép lại tất cả nội dung trong thư tịch, hơn nữa tạo thành thiên đạo công pháp, truyền thụ cho Trương Cửu Tiêu, chỉ là bản rút gọn, mà hắn hiện tại thì đang tu luyện bản hoàn chỉnh. Trương gia tiên tổ, lĩnh ngộ thời gian quả nhiên mạnh mẽ. Công pháp chảy xuôi trong đầu, trong lòng Trương Huyền cảm xúc. Không thể không nói, các tiền bối Trương gia, ở trên thời gian chân giải quả thực đi rất xa, khó trách có thể trở thành đại lục đệ nhất gia tộc, vài vạn năm không người có thể che đậy phong mang. Kèm theo không ngừng học tập, Lĩnh mộ thời gian pháp tắc cũng càng nhiều. Không biết qua bao lâu. Ầm ầm, giống như bắt được cái gì, sáng tỏ thông suốt, một đạo ý niệm không ngừng chảy xuôi trong đầu. Cùng thời khắc đó, tổ phòng Trương gia, đồng dạng phát sinh một màn giống như ở tổ phòng Lạc gia, chỉ bất quá tất cả tộc nhân đều bị tỉ thí lần này thu hút, cũng không có người chú ý. Hô, Trương Huyền mở mắt ra, ánh sáng lấp lánh, tựa như có vòng xoáy xoay tròn ở trong đó rốt cuộc lĩnh ngộ chỉ bất quá là tăng tốc thời gian cho bản thân triệt để lĩnh ngộ chân giải của trương gia cũng coi như hiểu được cái chân giải này là để tăng tốc thời gian cho mình làm được động tác càng nhanh để cho người khó mà phản ứng lại làm không được như xuân thu điện của danh sư đường người ngoài đi vào tu luyện tu luyện một tháng ngoại giới một năm dù vậy cũng rất đáng sợ chí ít thực lực của hắn có tăng lên lần nữa trước đó một giọt máu ta vận chuyển hai lần sẽ tiêu hao hầu như không còn, hiện tại có thể trực tiếp dự trữ ở trong người, thời điểm muốn sử dụng liền sử dụng, tuyệt không lãng phí mảy may. Một giọt máu, chiến đấu mấy chục lần cũng đầy đủ. Trương Huyền mỉm cười, hưng kiếm thánh cho ba giọt huyết dịch, gặp phải long cốt thần thương dùng một giọt, cho Trương Cửu tiêu một giọt, hiện nay chỉ còn lại có giọt cuối cùng, có điều sau khi lĩnh ngộ thời gian chân giải, lần nữa sử dụng sẽ tiết kiệm không ít. Lần đầu tiên sử dụng, có thể nói quá lãng phí, hầu như 99% lực lượng đều phát tán ra. Hiện tại có thể nhẹ nhõm khống chế, một giọt máu có thể ít nhất dùng mấy chục lần. chương 3104, Đạm Đài nhận thuộc một Bên này Trương Huyền lĩnh ngộ thời gian chân giải, cũng không gây nên lực lượng đặc thù chấn động gì, có điều Đạm Đài chấn Thanh vẫn phát hiện không đúng, nhịn không được nhíu mày. Hắn thấy vị trương tộc trưởng trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng khí chất cả người tựa hồ khác biệt trước đó, càng thêm trầm ổn, nội liếm, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Đã đến giờ. Rất nhanh, nửa canh giờ kết thúc, Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, Trương Cửu Tiêu từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại, nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, cùng cố kiến thức vừa mới học được, lúc này mới đi tới trước mặt đạm thai kiếm khuê, ôm quyền không người. Mời. Tốt. Đạm thai kiếm khuê nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng áp chế lại, thời gian nháy mắt liền giống như Trương Cửu Tiêu, biến thành thánh vực bát trọng đỉnh phong. Bắt đầu đi, Trương Huyền khoát tay áo. Cửu Tiêu lĩnh giáo cao chiêu. Cũng không do dự, Trương Cửu Tiêu đạp mạnh về phía trước, cả người giống như biến mất, sau một khắc đã đi tới trước mặt đạm thai kiếm khuê. Bàn tay nhẹ nhàng đẻ ép, lực lượng từ trong lòng bàn tay lộ ra. Thật nhanh, thật mạnh. Đạm thai kiếm khuê vốn đẻ thấp tu vi tới chiến đấu, cũng không thèm để ý thấy cảnh này đồng tử bỗng nhiên co rút lại chân khí trong cơ thể nổ tung nhanh chóng lui về phía sau vị trước mắt này mặc dù lĩnh ngộ thời gian không có đạt tới tình trạng chân giải nhưng cũng không kém nhiều ngắn ngủi nửa canh giờ tiếp cận chân giải sốt cuộc làm sao làm được bất quá tốc độ của hắn nhanh chương cửu tiêu càng nhanh bàn tay ép xuống năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng phất một cái siêu 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 Năm ngón tay đồng thời thả ra kiếm khí, những kiếm khí này, thoạt nhìn chậm rãi, trên thực tế lại giống như không bị thời gian, không gian hạn chế, chớp mắt đi tới trước mặt, khó lòng phòng bị. Là áo nghĩa kiếm pháp cao nhất của Trương gia. Hắn, hắn. Hưng kiếm thánh cùng mộng kiếm thánh nhìn nhau, con mắt trợn tròn. Áo nghĩa kiếm pháp cao nhất của Trương gia, vợ chồng bọn họ liên hợp lại, mới miễn cưỡng thi triển, Trương Cửu Tiêu chưa hề học qua, chỉ ngồi tại nguyên chỗ nửa canh giờ. Liền trực tiếp lĩnh ngộ Hơn nữa dùng đầu ngón tay bắn ra kiếm khí Nhi tử của mình Rốt cuộc truyền thụ cái gì Phốc 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 Kiếm khí nhanh chóng bắn đến Mặc dù đạm thai kiếm khuê lui nhanh Nhưng vẫn bị đánh trúng Có điều thực lực của hắn mạnh mẽ Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Chỉ đâm xuyên qua quần áo Không có bị tổn thương Tới phiên ta Vốn cho rằng ung dung đánh bại Vì chưa tử bách ra lập xuống công lao Không nghĩ tới thiếu chút nữa bị thương vẻ mặt của đạm thai kiếm khuê nghiêm túc lên, lại không để ý nói nhiều, siết chặt nắm đấm, bước chân lao lên. Lực lượng quyền pháp của hắn mạnh mẽ, bởi vì đồng dạng lĩnh ngộ mộ một bộ phận quy tắc thời gian, nên tốc độ cực nhanh, đừng nói mắt thường, coi như thần thức cũng không phát hiện được, liền xuất hiện ở trước mặt. Trương cửu tiêu không sợ chút nào, bàn tay liên tục điểm tới, kiếm khí lan ra bốn phía, tựa như màng phòng hộ, ngăn toàn bộ quyền pháp ở bên ngoài. Kiếm khuê phải thua. Nhìn một hồi, Đạm Đài Trấn Thanh nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mất mát. "Phải thua, ta nhìn không kém nhiều a." À. Nam Cung Nguyên Phong sững sờ. Lấy nhãn lực của hắn, Trương Cửu Tiêu một mực bị động nhận công kích, muốn phản kích cũng rất khó, làm sao người của mình sắp thua? Trương Cửu Tiêu còn không có mượn lực lượng huyết mạch. "Đạm Đài Trấn Thanh nói." "Cái này." Nam Cung Nguyên Phong không nói thêm gì nữa chương 3105, Đạm Đài nhận thua 2. Trước khi đến, đương nhiên là đã điều tra tình huống trương ra kỹ càng, biết sau khi bọn họ kích hoạt huyết mạch, bất luận tốc độ hay lực lượng đều sẽ bạo tăng. Trương cửu tiêu không có kích hoạt huyết mạch, liền cùng đạm thai kiếm khuê đánh phân thắng bại, một khi sử dụng, muốn thắng được quả thực không khó. Hơn nữa hắn thoạt nhìn là phòng ngự, nhưng người có chú ý không, vừa rồi hắn một quyền cũng không thể phản kích, mà bây giờ, trong 10 quyền, đã có thể phản kích 2-3 quyền. Nói cách khác, hắn lĩnh ngộ lực lượng mới còn chưa quen thuộc, cùng kiếm khuê chiến đấu, là mượn áp lực tiếp tục lĩnh ngộ cùng đột phá, chưa có vận dụng lực lượng chân chính. Đạm đài chấn thanh cười khổ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt là sự thật. Trước đó Nam Cung Nguyên Phong nói ở Lạc Gia thất bại, hắn còn cảm thấy có phải quá khoa trương không, tận mắt thấy thiên tài của trương gia tiến bộ mới hiểu được, không thể khinh thường danh sư đại lục chư tử bách ra ở một phương thế giới, chấn thủ vài vạn năm, chân không bước ra khỏi nhà, không biết những người khác tiến bộ, đã thành ếch ngồi đáy giếng. Nghe hắn cảm xúc, Nam Cung Nguyên Phong nhìn về phía trước, quả nhiên thấy Trương Cửu Tiêu bị động phản kích số lần càng ngày càng nhiều, một lát sau liền biến thành sáu, bảy quyền, đạm thai kiếm khuê dần dần bị áp chế. Phần Phật, lại một quyền xé rách không gian, đi tới trước mặt người sau, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nát. Ta nhận thua, sắc mặt đạm thai kiếm khuê tái xanh, lui về sau một bước. Hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này. Lão sư, ta tới. Thấy hắn nhận thua, lại một thanh niên đi ra. Thực lực của ngươi, mặc dù cao hơn kiếm khuê một chút, nhưng tranh lệch không lớn, kiếm khuê không thắng được, ngươi cũng không được. Đạm đài chấn thanh lắc đầu. Bốn đệ tử của hắn, thật ra thì tranh lệch cũng không lớn, người mới vừa nói chuyện lĩnh mộ thời gian pháp tắc càng cao thâm hơn nhưng muốn thắng được Trương Cửu Tiêu, vẫn không thể nào làm được. Coi như tỉ thí, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết quả thất bại. Nếu không giống như ta, người đè thấp tu vi lên đi. Ý thức được điểm ấy, Nam Cung Nguyên Phong nhìn bạn già một cái. Đạm đài Trấn thanh trần chờ một chút, nhìn Trương Huyền cách đó không xa, chỉ thấy hắn mặt không hề cảm xúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi được rồi, thua chính là thua, ta lên cũng chưa chắc có thể thắng được nếu như hắn xuất thủ, không cho Trương Cửu Tiêu thời gian tu luyện, quả thực có thể ung dung thắng được, nhưng thắng được Trương Cửu Tiêu không có nghĩa là thắng được Trương gia. Trương gia tộc trưởng có thể làm được thần thức ký văn, nhất niệm đọc vạn sách, càng để cho học sinh mình trong nửa canh giờ lĩnh ngộ thời gian, còn sâu hơn học sinh hắn lĩnh ngộ mười mấy năm. Dạy học còn như vậy, bản thân sẽ đạt đến cảnh giới gì? Hắn ra tay, đối phương cũng ra tay, đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là kết cục giống như, làm không cẩn thận, còn có thể giống như Nam Cung Nguyên Phong ở Lạc Gia, tự dước lấy nhục. Chúng ta nhận thua. Không trần chờ bao lâu, đạm đài chấn Thanh ôm quyền nói. Tiền bối đa tả. Thấy hắn chỉ ra một đệ tử liền nhận thua, Trương Huyền nhẹ gật đầu, mỉm cười. Trương Cửu Tiêu có thể thắng được đạm thai kiếm khuê, hoàn toàn ở trong dữ liệu, chỉ là đối phương cứ như vậy nhận thua, xem như khá có phong độ. Chỉ ít không giống như Nam Cung Nguyên Phong, dẫy dụa một đoạn thời gian thua chính là thua, không tính là nhường. Đạm đài chấn thanh nhẹ gật đầu, bàn tay run lên, nghiên mực của tử vũ cổ thánh bay đi, ngay sau đó liền ôm quyền. Cáo từ, đưa tay nhận lấy nghiên mực, bàn tay trương huyền chảo một cái, thời không cảnh lơ lửng đi tới trước mặt, nhìn một cái, tiện tay ném ra. Kính của tiền bối, ừm, đạm đài chấn thanh tiếp lấy, cùng những người khác xoay người rời đi, thời gian nháy mắt liền biến mất chương 3106, người lạc ra tới. Không biết bay bao xa, mọi người ngừng lại. Lão sư, nhận thua như thế, ta thực sự không cam tâm. Một thanh niên nhịn không được mở miệng. Đúng vậy, tuy trương cửu tiêu kia tiến bộ rất nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta dùng hết toàn lực, hắn chưa chắc có thời gian lĩnh ngộ, còn trương gia tộc trưởng kia cũng có khả năng chỉ là giảng bài tốt, lĩnh ngộ thời gian pháp tác kém xa chúng ta. Một thanh niên khác cắn răng nói chư tử bách ra cho nhiệm vụ, không có hoàn thành, trở về nhất định sẽ bị trừng phạt. Các ngươi nói trương gia gia chủ lĩnh ngộ thời gian khả năng không bằng các ngươi. Thấy mấy đệ tử ấm ước, trong mắt đạm đài chấn thanh tràn đầy thất vọng. Vâng, một thanh niên gật đầu. Trước đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng các ngươi nhìn cái kính này một chút. Cũng không giải thích, bàn tay đạm đài chấn thanh run lên, thời không cảnh vừa mới cầm ở trong lòng bàn tay lơ lửng trước mặt mọi người kính làm sao vậy mấy người đều vây tới chỉ nhìn một cái đồng tử đều co rụt lại chỉ thấy trên gương một vết nứt ngang qua như một mặt sẹo lão sư đây là có chuyện gì ai phá hủy thời không cảnh đạm thai kiếm khuê nhịn không được hỏi đây chính là bảo vật của gia tộc bọn họ cường giả đại thánh muốn phá hỏng cũng khó khăn làm sao lại đột nhiên xuất hiện vết rách vừa rồi trương gia gia chủ kia liếc mắt nhìn kính liền biến thành như vậy Đạm Đài chấn thanh cười khổ, liếc mắt nhìn, mọi người không hiểu, trình độ chắc chắn của thời không cảnh, toàn lực ra tay cũng làm không được, Trương gia tộc trưởng chỉ là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, chỉ nhìn một cái liền làm hỏng. Thời không cảnh là tiên tổ am hiểu thời gian pháp tắc lưu lại, trong đó hiện đầy đủ loại trận pháp, mới có thể để cho ý niệm người tiến vào bên trong, khó mà rời đi. Vừa rồi Trương gia gia chủ thoạt nhìn tùy ý, không có bất kỳ động tác gì, nhưng trên thực tế ý niệm đã tiến vào bên trong, phá hủy tất cả trận pháp. Vẻ mặt đạm đài trấn thanh nghiêm túc, ý niệm tiến vào bên trong, phá hỏng trận pháp, ánh mắt của mọi người đều có rút lại. Nếu như nói trước đó không hiểu, hiện tại đã hiểu được. Ý niệm tiến vào bên trong, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc càng cao, đi ra càng nhanh, đối phương không chỉ rời đi, còn phá trận pháp. Phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đến cảnh giới gì mới có thể hoàn thành chỉ sợ đã đạt đến chân giải. Nhìn ra nghi vấn của mọi người, đạm đài chấn thanh nói. Những người khác nói không ra lời. Hai đại pháp tắc thời gian, không gian, không giống với kiếm đạo. Cổ thánh muốn lý giải cũng làm không được, một thánh vực cửu trọng liền hoàn thành. Xem ra trương gia gia chủ này, cùng lạc gia lạc thiên nhai kia, thiên tư không phân cao thấp, sự tình chưa tử bách ra muốn làm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giờ phút này Nam Cung Nguyên Phong cũng hiểu ra, nhịn không được cảm xúc. Khó trách bạn già đi nhanh như vậy, đối phó một người lính ngộ thời gian chân dài, dù thực lực bản thân vượt xa đối phương, ngang cấp muốn thắng được là gần như không có khả năng. Đi, quả thực là lựa chọn tốt nhất, nếu không sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Chúng ta chiến thắng. Chúng ta thắng được cường giả chư tử bách ra. Không giống đám người đạm đài chấn thanh, trương gia gieo hò nhiệt liệt. Cường giả chư tử bách ra đến đây, mọi người vốn cho rằng chỉ có thể bị động chịu đòn nhận hết khuất nhục nằm mơ cũng không nghĩ đến tộc trưởng tùy tiện hóa giải để hắn không công mà lui đổi lại trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ mà bây giờ lại chân chính làm được ta thắng ngay cả trương cử tiêu cũng không dám tin tưởng tay không đối chiến truyền nhân chư tử hơn nữa thắng được phần vinh quang này đổi lại nửa năm trước đánh chết cũng không dám tin tưởng tất cả đều là nhờ lão sư ban tặng những ngày gần đây cố gắng tu luyện kiến thức ta truyền thụ cho ngươi, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ thời gian chân giải, mặt khác, có bản công pháp bí tịch này, dựa theo tu luyện, không bao lâu liền có thể đột phá giảng buộc hiện tại, tu vi tăng cao. Trương Huyền nhìn qua, trong mắt mang theo trông đợi. Mấy học sinh của ta, hiện tại thực lực của ngươi thấp nhất, cũng phải nhanh chút tiến bộ, giống như sư huynh, sư tỷ khác, trở thành nhân tài trụ cột. Vâng, cửu tiêu tuyệt không phụ lòng lão sư yêu ái. Trương Cửu Tiêu ôm quyền. Ừm, thấy hắn đáp ứng, Trương Huyền không nói thêm lời, mà nhìn về phía hương mộng kiếm thánh cách đó không xa. Cha, mẹ, không trần chờ quá lâu, hô lên. Trước đó, bởi vì bị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, tuy trong lòng sớm đã thừa nhận hai người là cha mẹ của mình, nhưng lại chưa bao giờ kêu ra, giờ phút này rốt cục lên tiếng. Cổ thánh của dị linh tộc đi tới đại lục, đã không an toàn giống như trước kia, phải nhanh chóng tăng thực lực lên, để nhân tộc mạnh hơn, trương gia là thế lực không thể thiếu. Hai vị trước mắt, ở trương gia lực ảnh hưởng càng lớn hơn hắn, cho nên nhận thân, sớm muộn gì cũng phải nhận, cũng không có gì phải xoắn suýt. Như vậy người lạc gia tới, cũng có thể tới dung hợp tốt hơn. Ai? Hưng, mộng kiếm thánh đều tràn đầy kích động, bàn tay nắm chặt. Bọn họ đã sớm mong đợi ngày này, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Hai vị tu luyện công pháp, mặc dù là cấp cao nhất, nhưng những năm này bởi vì lòng có ứ động, khí tức có không ít chỗ không trôi chảy, hiện tại ta nói một chút, các ngươi có thể đột phá càng nhanh. Trương Huyền nói, cha mẹ của hắn, mặc dù là nhân vật đỉnh phong nhất của đại lục, nhưng ở dưới thư viện chiếu giỏi, cũng có vô số thiếu hụt, ràng buộc tu vi tiến bộ. Nếu như có thể giải quyết, thực lực nhất định đột phá, chân chính xung kích đại thánh đỉnh phong nhất. Ngươi, chỉ điểm cho chúng ta. Nghe được lời của con, Hưng, mộng kiếm thánh đều giật nảy mình nhi tử của mình mới thánh vực cửu trọng chỉ điểm bọn họ là đại thánh tam trọng tu luyện thật sự có thể làm được sao cũng không tính chỉ điểm chỉ nói cho các người biết sai lầm trong tu luyện loại bỏ tai họa ngầm cùng ám tật mà thôi trương huyền cười nhạt một tiếng trước đó hai người đều từng ra tay ở trước mặt hắn trong thư viện sớm đã có thư tịch liên quan tới chỉ là không có thời gian xem mà thôi đã nói tới chỗ này không có trần trừ quá nhiều lấy ra hai quyển sách trống, thời gian không dài liền viết tình huống của bọn hắn lại, cũng kết hợp công pháp trước đó làm ra sửa lại. Cái này, nhận lấy thư tịch, xem xong nội dung, thân thể của hai vợ chồng đều chấn động. Nhi tử nói một chút cũng không sai, đúng là vấn đề hiện tại của bọn họ, không sai chút nào. Các ngươi cũng bày ra một ít thực lực cho ta xem, thuận tiện chỉ điểm một chút. Không tiếp tục để ý cha mẹ khiếp sợ, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía các trưởng lão khác đã tăng lên, vậy thì cùng một chỗ, mọi người chung đồng tiến. Tộc trưởng, không tốt, người lạc gia đã đến ngoài cửa. Vừa định chỉ điểm kỹ càng, một hộ vệ vội vã đi tới, mặt mũi khẩn trương. Trải qua ba ngày phi hành, lạc gia cuối cùng đã tới. chương 3107, thử nghiệm luyện hóa thi thể cổ thánh 1. Để bọn hắn vào đi. Biết nên tới rốt cuộc cũng tới, Trương Huyền phân phó nói. Vâng, hộ vệ vội vã đi ra ngoài lạc gia này thật không biết tốt xấu chẳng lẽ cảm thấy lần trước tổn hại mặt mũi còn chưa đủ lại chạy tới mất mặt này thì không biết nghe nói bọn họ xuất hiện một vị tộc trưởng lĩnh ngộ không gian chân giải lần này tới là muốn rửa sạch nhục nhã rửa nhục hư không biết trời cao đất rộng vị tộc trưởng kia gọi lạc thiên nhai đi có tư cách gì so sánh với tộc trưởng của chúng ta một bàng chi vận khí tốt lĩnh ngộ chân giải mà thôi dám khiêu chiến tộc trưởng của chúng ta, lá gan thật lớn. Lần này tới, tuyệt đối đánh hắn Đông Tây Nam Bắc cũng không tìm được. Bốn phía nghị luận ẩm ý. Nghe được mọi người đang tận lực dèm pha lạc thiên nhai, nâng lên mình, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy tâm thật mệt. Nếu như đám người này biết, vị lạc gia tộc trưởng kia cũng là bản thân. Có thể khiếp sợ ngất đi hay không? Phải làm sao giải thích mới có thể để cho hai nhà có mâu thuẫn không lên tranh chấp trực tiếp nói với người lạc gia lạc thiên nhai chính là hắn người lạc gia rất dễ dàng cho rằng khi nhục một lần không đủ lại trêu đùa lần thứ hai có ý định trêu chọc bọn họ cùng người trương gia nói bản thân là lạc thiên nhai huyết mạch lạc gia độ tinh thuần là chín liền khó mà giải thích làm không cẩn thận sẽ còn cho rằng trên đầu cha mình mọc sừng sâu muộn ah ai người người đều muốn ưu tú nhưng ưu tú lại có chỗ tốt gì ngày ngày đều là phiền não đếm không hết các người trước thương lượng với lạc gia, ta vừa vặn có chút cảm ngộ, cần bế quan tu luyện. Suy tư phút chốc, hiện nay không có phương pháp giải quyết tốt, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là nói. Vẫn là trước tránh né thoáng cái, chỉ cần mình không ở đây, lạc thiên nhai không ở đây. Chắc chắn sẽ không làm ẩm ý lên, lưu lại, sẽ càng thêm phiền phức. Cũng tốt, hưng kiếm thánh sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Mâu thuẫn lớn nhất của hai nhà trương, lạc, chính là ở trước mặt mọi người từ hôn, mà kẻ cầm đầu nấp đi, ít kích động đối phương, quả thực có thể làm dịu không ít. Nhận được đồng ý, Trương Huyền không nói thêm lời, mang theo lạc nhược hy trở lại chỗ ở của mình. An bài nữ hài ở bên nhà nghỉ ngơi, bản thân thì tinh thần khẽ động, đi vào không gian gấp. Lĩnh ngộ không gian càng sâu, cái này trải qua cải tạo, trở nên càng thêm vững chắc, rộng lớn, đường kính đã đạt đến mấy trăm dặm, đủ loại kiến trúc san sát, tựa như một thành thị to lớn. Tìm một chỗ chỗ trống tùy tiện ngồi xuống, tinh thần khẽ động, một thi thể to lớn, rơi trên mặt đất, áp nền đá xuất hiện vết rách, bụi đất tung bay. Chính là cổ thánh dị linh tộc bị hắn đập chết. Thu thứ này vào chữ vật giới chỉ cực kỳ khó khăn, nhưng từ bên trong lấy ra, không mượn long cốt thần thương cũng có thể hoàn thành. Hiện tại hắn tiêu hao sạch sẽ ba giọt khổng sư chi huyết, thiên đạo chi thư cũng dùng hết, ngoan nhân ngủ say, thủ đoạn bảo mệnh hầu như một chút cũng không có, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp luyện chế thứ này thành vô hồn kim nhân. Nếu không, một khi gặp phải nguy hiểm, thật sự không biết làm như thế nào cho phải. Trước thử một chút, xem có thể đi vào hay không. Tinh thần khẽ động, vô hồn từ mi tâm chui ra. Mặc dù tên này chết rồi, nhưng thi thể vẫn tản mát ra cảm giác áp bách nồng đậm, còn không có tới gần, đã cảm giác như gió lốc kéo tới, toàn thân có loại cảm giác muốn sụp đổ. Chương 3108, thử nghiệm luyện hóa thi thể cổ thánh hai. Thật mạnh, vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Vu hồn của hắn trải qua nhiều lần lui kiếp, sớm đã chắc chắn không thể tưởng tượng, cường giả đại thánh muốn tổn thương cũng khó mà làm được, giờ phút này ngay cả một thi thể cũng không thể tới gần, thật là đáng sợ. Liên tục thử nhiều lần, cũng không thể thành công, Trương Huyền lắc đầu. Nếu như muốn luyện hóa thành vô hồn kim nhân, đầu tiên vu hồn có thể tiến vào bên trong hiện tại tới gần cũng khó khăn, làm sao luyện hóa. Xem ra phải nhanh tăng lực lượng vu hồn lên, vu hồn có thể đột phá thánh vực cửu trọng, đạt tới đại thánh, có lẽ có thể thành công, để thi thể làm việc cho ta. Lần nữa trở lại thân thể, sự tình cấp bách cần làm hiện lên. Thứ nhất, mau chóng tìm được phương pháp khổng sư lưu lại, đột phá đến đại thánh. Thứ hai, tiếp tục thu học sinh, thu hoạch cảm kích, ngừng tụ thiên đạo chi thư. Thứ ba, để lực lượng vu hồn đột phá luyện hóa thi thể này tuy sớm biết thiên đạo chi thư rất cường đại nhưng có thể một sách đập chết cổ thánh hắn còn có chút khó tin cổ thánh ở trong lòng tất cả mọi người là biểu tượng vô địch cấp bậc không có đạt tới đừng nói chiến đấu một đạo ý niệm của đối phương cũng ngăn cản không nổi bị đánh giết tại chỗ nhưng thiên đạo chi thư lại tùy tiện đập chết xem ra nhất định phải nhanh chóng thu đồ hơn nữa nghĩ biện pháp thu hoạch được cảm kích nếu không lại gặp phải mấy gia hỏa bắt triệu nhã, thật sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ nhất cùng thứ hai không quá dễ dàng, nhưng thứ ba hẳn có thể có biện pháp hoàn thành. Hiện tại tình huống của tổng bộ danh sư đường không rõ ràng, thủ đoạn gì cũng không có, ngộ nhớ gặp phải gia hỏa đầu nhập vào dị linh tộc, trốn cũng trốn không thoát, chớ nói chi là tìm kiếm phương pháp khổng sư lưu lại. Còn sự tình thứ hai, học sinh lựa chọn lão sư, lão sư cũng phải lựa chọn học sinh. Lấy tình huống hiện tại của hắn, không có khả năng tùy tiện nhìn thấy người nào liền thu làm đệ tử. Dù không phải thân truyền, muốn trở thành học sinh của Trương Huyền hắn cũng không có đơn giản như vậy. Lão sư lợi hại khó tìm, học sinh mạnh mẽ không phải cũng như vậy sao? Bởi vậy, tuy hắn rất muốn ngưng tụ Thiên Đạo chi thư, nhưng cũng biết không dễ dàng như vậy. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có cái thứ ba có thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Rõ ràng những chuyện này Trương Huyền không tu luyện nữa, rời không gian gấp, đi ra tiểu viện, tìm một vị trưởng lão. Mang ta đi tàng thư khố của gia tộc. Thân là tộc trưởng, có được quyền lợi to lớn, có thể tùy ý ra vào tàng thư khố, không giống như kiểu trước đây, lực bất tòng tâm. Sau hai canh giờ, Trương Huyền đi ra tàng thư khố. Xoa xoa mi tâm, vẻ mặt Trương Huyền thất lạc. Mặc dù Trương gia là đại lục đệ nhất gia tộc, nhưng công pháp liên quan tới linh hồn cũng không nhiều, tuy dung hợp không ít, cuối cùng lại không có đột phá đến cấp bậc thiên đạo nói cách khác hiện nay vẫn không có cách nào tu luyện lạc ra thế nào rồi vị trưởng lão kia còn chưa đi trương huyền suy nghĩ một chút nhìn qua bẩm báo tộc trưởng người lạc gia vốn muốn tìm người tỉ thí nhưng tộc trưởng của bọn hắn cũng chính là lạc thiên nhai có việc gấp rời đi không đi theo mọi người tới cho nên gia tộc trước hết an bài bọn họ ở phòng khách vị trưởng lão này nói ừm um, vậy là tốt rồi thấy mình không có mặt quả nhiên không có gây ra mâu thuẫn trương huyền thở phào nhẹ nhõm hỏi lần nữa lần cận trương gia có công hội hoặc thế lực đặc thù am hiểu công kích linh hồn không chức nghiệp đặc thù am hiểu công kích linh hồn vị trưởng lão này sửng sốt một chút suy nghĩ một chút nói tổng bộ kinh hồng sư công hội ngay ở kinh hồng thành cách nơi này không đến hai vạn cây số các nàng am hiểu phương diện linh hồn nắm giữ trình độ rất sâu bất quá muốn nói nghiên cứu linh hồn sâu nhất, là tưởng ra trong tam đại gia tộc, tổ tiên bọn họ lĩnh ngộ linh hồn chân giải. Cách trương gia cũng không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình. chương 3109, tưởng ra cũng phản bội. một Tưởng ra, trương huyền vỗ chán một cái. Làm sao không nhớ tới đối phương chứ? Tam đại gia tộc, trương gia am hiểu thời gian, lạc gia am hiểu không gian, mà tưởng ra, ở phương diện linh hồn nắm giữ cực cao năm đó vu hồn sư bị diệt, toàn bộ danh sư đại lục ở trên việc tu luyện hồn lực xuất hiện gián đoạn, là tưởng ra tiên tổ, đi ở phía trước nhất, lĩnh ngộ linh hồn chân giải, sáng chế võ ký hồn lực, thành tựu uy danh bất hủ. Lần trước đi lạc ra đón dâu, còn gặp qua tộc trưởng của bọn họ tưởng phương du, thời điểm ở thánh tử điện sông danh sư lâu, cũng cùng tưởng ra thiên tài tưởng phỉ phỉ giao thủ qua. Chỉ là không nghĩ tới, gia tộc đối phương cách trương gia chỉ có nửa ngày lộ trình tộc trưởng muốn tu luyện võ kỹ phương diện linh hồn. Vị trưởng lão này tò mò nhìn qua. Gần đây tiến bộ quá nhanh, linh hồn có chút không ổn định, muốn học một ít bí pháp phương diện linh hồn, để hồn lực càng thêm hùng hậu, sau đó lại sung kích cảnh giới cao hơn. Trương Huyền nói, vị trưởng lão này nhẹ gật đầu. Tu luyện tiến bộ quá nhanh, quả thực sẽ tạo thành loại hiện tượng này, lần trước tộc trưởng tới, chẳng qua là thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, lúc này mới bao lâu, đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong, tiến bộ xác thực quá nhanh, tốc độ tiến bộ như vậy, cùng một cảnh giới lớn sẽ không hiển lộ ra tai hại, nhưng xung kích cảnh giới cao hơn, quả thực sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Vị trưởng lão này hiểu được, nên không hỏi thêm nữa, nói. Trương gia cùng tưởng ra, tuy giao tình không sâu, nhưng cùng thuộc thế lực siêu nhất lưu của đại lục, tộc trưởng muốn đi học tập, chỉ cần không dính dáng qua sâu, chắc hẳn đối phương sẽ không cự tuyệt. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Cũng đúng, thân phận của hắn bây giờ khác biệt dĩ vãng, coi như bí pháp phương diện linh hồn, thuộc về bí mật bất truyền của tưởng gia, nhưng hắn thân là trương gia gia chủ, thánh tử điện điện chủ, sư huynh của dương sư. Đối với yêu cầu xem sách một lát của mình, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Cáo tử vị trưởng lão này, nói với lạc nhược hy một tiếng, liền lấy ra long cốt thần thương, đâm rách không gian, xuyên qua rời đi. Vị trí cụ thể của tưởng gia, vừa rồi đã hỏi thăm rõ ràng, giờ phút này tốc độ cực nhanh, Thời gian không dài, liền đến bên ngoài một thành trấn, giống như Trương gia, chiếm diện tích không biết bao nhiêu mẫu, so với Liên Minh Đế quốc thì rộng lớn rất nhiều lần. Tưởng ra, thế lực siêu nhất lưu của đại lục, một trong tam đại gia tộc. Quả nhiên mỗi đại gia tộc đều không thể khinh thường. Nhìn quanh một vòng, nhìn thấy phủ đệ tựa như thành trấn, trận pháp vây quanh, linh khí di động, Trương Huyền nhịn không được khen ngợi. Hắn đi qua lạc gia cùng Trương gia, trong đó bố trí đủ loại trận pháp Đại thánh vì tiện xung kích cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn, tưởng ra rõ ràng cũng như vậy. Bất quá, trận pháp đối với hắn mà nói, không có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ cần thư viện vận chuyển, toàn bộ đều là thiếu hụt, không đáng để lo. Nhìn một hồi, Trương Huyền mỉm cười, đang muốn đưa danh thiếp để cho người ta bẩm báo, đột nhiên đồng tử co rụt lại, thân ảnh nhoáng một cái, ẩn thân ở trong một cây đại thụ rậm rạp. Xuyên thấu qua cành lá um tùm, nhìn lại bầu trời ngay sau đó nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở trên không tưởng ra. Ngay sau đó tộc trưởng tưởng Phương Du bay ra, cung kính nghênh đón, hai người đồng loạt bay xuống. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, tưởng ra cũng cấu kết với dị linh tộc? Vẻ mặt trương huyền âm trầm, đồng thời không có sông tới, mà hít mắt lại. Vừa rồi xuất hiện bóng người kia, không phải người khác, chính là thanh niên trắng nón ở Bạch Khê Sơn cùng thiên cơ sư công hội liên tục gặp qua hai lần sao tên này lại xuất hiện ở đây? Tưởng ra gia chủ tự mình ra nghênh tiếp, vừa nhìn liền biết quan hệ không đơn giản. Đi qua nhìn một chút. Hít sâu một hơi, Minh Lý chi nhãn vây quanh một vòng, Trương Huyền sải bước đi ra. Trương 3110, tưởng ra cũng phản bội. Hai, tuy hiện tại hắn không còn nhiều át chủ bài, gặp thanh niên trắng nõn chỉ có phần bị đánh, nhưng lĩnh mộ không gian cùng thời gian chân dài, toàn lực che giấu khí tức, chui vào tưởng ra, Đối phương muốn phát hiện cũng không dễ dàng như vậy. Phần Phật, không gian trước mặt xuất hiện tầng tầng gợn sóng, Trương Huyền đi vào phủ đệ tưởng ra. Ở ngoài cửa cùng tiểu viện đều có hộ vệ, không ít thực lực đều đạt đến thánh vực tam tứ trọng, vậy mà không có một cái phát hiện, giống như không tồn tại. Đây là một loại vận dụng không gian đặc thù, phong cấm bộ phận, không sinh ra bất luận sóng năng lượng nào, thậm chí ánh sáng cũng không thể phản xạ chỉ cần tu vi cùng lĩnh ngộ không gian không cao hơn, liền không có khả năng phát hiện. Liên tục vòng qua vài tiểu viện, đi tới trước mặt một đại điện, Trương Huyền ngừng lại. Phía trước chính là địa phương tưởng ra gia chủ cùng thanh niên trắng nõn hạ xuống, tuy hắn lĩnh ngộ không gian cực mạnh, cũng không dám quá mức rêu sao. Che giấu tốt thân hình, nhìn vào trong đại điện, quả nhiên thấy hai người đứng ở trong đại điện, tựa hồ muốn nói cái gì. Hít sâu một hơi, Trương Huyền tập trung tinh thần, một lát sau quả nhiên nghe được tiếng đối thoại đứt quãng truyền tới là tin tức này ta đã biết thanh niên trắng nõn nhẹ gật đầu an bài ngươi làm nhất định không thể có sai lầm một khi chuyện này thành công nhất định cải thiên hoán nhật tâm nguyện nhiều năm cũng thành vâng ta rõ ràng tưởng phương du liên tục gật đầu rõ ràng liền tốt ngươi cũng phải cẩn thận dung chuyển sắp bắt đầu một hồi đại chiến là không thể tránh được trước thời hạn làm ra chuẩn bị đi không nói thêm lời, thanh niên trắng nõn lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp bay đi. Thấy hắn rời đi nhanh như vậy, trương huyền động cũng không dám động, toàn bộ khí tức nội liếm, đồng thời không gian bốn phía gấp lại, không lưu một chút dấu vết. Cúi đầu liếc mắt nhìn, thanh niên trắng nón cũng không nghĩ nhiều, thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không biết bay về phía nào. Ai? Thấy hắn rời đi, tưởng phương du than thở một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, cuối cùng cũng đi ra đại điện, Hẳn là đi an bài sự tình gì? Tưởng gia thông đồng với đối phương, chẳng lẽ cũng phản bội nhân tộc? Thấy hai người rời đi, con mắt Trương Huyền càng híp càng chặt. Tưởng gia, là một trong tam đại gia tộc, tuy kém Trương gia, Lạc gia, nhưng ở danh sư đại lục cũng được người kính trọng, trong tộc danh sư nhiều vô số kể. Làm sao lại phản bội nhân tộc? Thanh niên trắng nón kia, hắn gặp qua hai lần, mặc dù không nhìn thấu dung mạo chân thực, lại cùng dị linh tộc chung một chỗ không cần nghĩ, thân phận cũng vô cùng sống động. Cải thiên hoán nhật, đại chiến, tên này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ có âm mưu gì nhằm vào danh sư đường, nhằm vào đại lục? Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Tuy không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đối phương cướp đoạt khung xương của ngoan nhân, mang cổ thánh dị linh tộc đến. Nhất định mưu đồ không nhỏ. Một khi danh sư đại lục xuất hiện tai nạn, cái gì trương gia, lạc gia, thánh tử điện, huyền huyền hội, tuyệt đối không một may mắn thoát khỏi. Tổ bị phá, chứng sao an toàn, loại sự tình này, đã phát hiện, thì nhất định phải ngăn cản. Chỉ là, thực lực bây giờ vẫn quá yếu. Trương huyền nhịn không được lắc đầu. Nếu còn một giọt khổng sư chi huyết, khẳng định sẽ đuổi theo đánh chết tên kia tại chỗ, không giống hiện tại, chỉ có thể giấu ở chỗ này. Tưởng ra đã phản bội nhân tộc, vậy ta cũng không cần coi quy củ gì. Trước đi tàng thư khố, xem xong thư tịch lại nói mắt trương huyền sáng lên, không do dự nữa, đi tới trên không, nhìn chung quanh một vòng, thẳng tắp bay về một phương hướng. chương 3111, vu hồn đột phá. Một, chỉ chốc lát, đi tới trước mặt một lầu cát to lớn, trên hoành phi ghi ba chữ to, lóng lánh ánh sáng. Tàng thư các, là nơi này. Trương Huyền hít sâu một hơi, mỉm cười. Tuy trước kia cũng nhìn lén qua thư tịch, nhưng từ khi trở thành danh sư học viện viện trưởng, thánh tử điện điện chủ, thì chưa làm qua giờ phút này tưởng ra phản bội nhân tộc trước vậy cũng đừng trách hắn không coi trọng quy củ cùng lễ tiết mấy bước đi tới trước cửa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phòng ấn lặng yên không tiếng động xuất hiện một lối đi nhấc chân đi vào lĩnh ngộ diễn không thiên thư tới tứ trọng phòng ấn trận pháp bình thường đối với hắn mà nói đã thành trang trí quả nhiên có không ít thư tịch liên quan tới linh hồn đi tới tầng thứ nhất của tàng thư khố đảo mắt một vòng quả nhiên phát hiện không ít thư tịch liên quan tới phương diện linh hồn. Bất quá không tính là cao thâm, Trương Huyền cũng lười thu vào, tiếp tục đi lên trên. Tầng thứ hai, thư tịch liên quan tới linh hồn càng nhiều, nhìn một hồi, biết đối với hắn mà nói vẫn là cấp bậc quá thấp, tiếp tục lên trên, liên tục lên 5 tầng, ngừng lại ở tầng thứ bảy. Thư tịch ở nơi này, đã không có nhiều như trước đó, chỉ có mấy chục giá sách, lít nha lít nhít xếp đặt mấy vạn quyển sách. Ánh mắt quét qua, thu sạch vào thư viện, sau đó nhíu mày. Tại sao có thể có nhiều thư tịch về vu hồn như vậy? Trên giá sách trước mắt, không ít sách vậy mà đều liên quan tới phương pháp tu luyện vu hồn. Công pháp vu hồn, mặc dù tương tự công pháp linh hồn, nhưng lại có cách nhau một trời một vực. Công pháp linh hồn là rèn luyện linh hồn, tu luyện võ kỹ hồn lực, mà vu hồn là một loại chức nghiệp liên lụy đến vô hồn kim nhân, tế tự. Nếu như coi công pháp linh hồn giống như y sư, như vậy Vu Hồn chính là độc sư. Cả hai đều dính dáng tới phương diện linh hồn, phương thức tu luyện lại hoàn toàn trái ngược. Cái trước rèn luyện bình thường, phối hợp tu vi, từng bước tăng thêm lực lượng, người sau là dùng pháp quyết kỳ lạ, lấy mạng người tiến hành rèn luyện, thuộc về cách làm tà phái. Tưởng ra, một trong tam đại gia tộc, từ trước tới nay được danh sư đường nể trọng, sao lại có nhiều pháp quyết vu hồn như vậy? Chẳng lẽ, tưởng ra tiên tổ truyền thừa là vu hồn sư? Trương Huyền nheo mắt, vu hồn sư diệt tuyệt, truyền thừa biến mất, đây là sự tình danh sư đại lục người người đều biết, nhưng tầng thứ bảy của tưởng ra lại có nhiều bí tịch liên quan tới vu hồn như vậy, muốn nói cả hai không quan hệ, hắn cũng không tin. Trương Huyền tràn đầy khiếp sợ, tiếp tục đi lên trên. Tầng thứ 8 sách càng ít, có điều vẫn có không ít liên quan tới vu hồn. Nếu như tưởng ra thật truyền thừa ở vu hồn sư, như vậy phản bội nhân tộc, ngược lại thật có khả năng. Trương Huyền híp mắt lại. Sở dĩ vu hồn sư bị diệt, tu luyện tàn nhẫn chỉ là thứ nhất, chủ yếu là phản bội nhân tộc. Giống như độc sư tu luyện công pháp cũng có rất nhiều địa phương, không hợp nhân đạo, nhưng danh sư đường cũng chỉ phong tỏa ở một góc, không hề đuổi tận giết tuyệt. Nếu như tất cả những suy đoán này đều là thật, đối phương tiếp xúc thanh niên trắng nón, liền thuận lý thành trương, không có để cho người ta quá mức kinh ngạc. Thu thư tịch vào, Trương Huyền đi tới tầng cuối cùng nơi này thư tịch càng ít, chỉ có mấy quyển, con mắt nhìn sang, thu vào trong óc. Chính xác, không có quá mức trần trừ, lập tức lấy pháp quyết tu luyện lộ sung cho tiến hành dung hợp. Ông, chương 3112, phu hồn đột phá. Hai, thư viện xuất hiện hai quyển sách, ngón tay điểm một cái, con mắt trương huyền sáng lên. Công pháp đại thánh nhất trọng kiến thần bất hoại cảnh cùng kim thân cảnh, đều đạt đến cấp bậc thiên đạo. Còn lại hai tầng, mặc dù có thiếu hụt, nhưng cũng không nhiều lắm. Bình thường chân khí đột phá, đạt tới đại thánh cần bản thân lĩnh ngộ, đi ra con đường của mình, không có phương pháp thống nhất, nhưng vô hồn khác biệt. Trong hồn thể không có kinh mạch, chỉ cần có thể để nó mạnh mẽ, lực khống chế mạnh hơn, chính là pháp quyết tốt nhất. Trước để cho vô hồn đột phá, nhìn thấy thiên đạo công pháp, trương huyền không trần chờ chút nào, đi tới một ngóc ngách, bố trí tốt phong ấn, thân thể nhoáng một cái đi vào không gian gấp đủ loại tài nguyên chuẩn bị kỹ càng lúc này mới khoanh chân ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu công pháp đã lĩnh ngộ trong đầu không biết qua bao lâu tinh thần khẽ động vu hồn từ mi tâm nhảy ra ngoài bàn tay lăng không bắt tới vô số bảo vật ầm ầm bảo vật dạn nứt linh khí lan tràn lên chảy vào trong thân thể những vật phẩm này đều từ tàng bảo khố của lạc gia lấy được đừng nói chỉ là vu hồn tu luyện coi như tu vi đột phá cũng hoàn toàn đầy đủ không cần giống như trước đây dựa vào hấp thu lôi kiếp đến bổ sung lực lượng. Xì 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 xì, hồn thể ở dưới linh khí làm dịu, trở nên càng ngày càng cường đại, trước đó ràng buộc trì trệ không tiến, cũng trong nháy mắt đánh vỡ. Ông, trong tích tắc, hồn thể giống như nhận được rèn luyện, trở nên càng thêm trong suốt, càng thêm trong suốt, từng đạo hào quang lấp lánh, tựa như thành tiên thành Phật. Vu hồn sư bình thường coi như đột phá đến đại thánh, hồn thể cũng đục không chịu nổi, mang theo âm khí lạnh lẽo nhưng trương huyền tu luyện là thiên đạo pháp quyết lại thêm lôi đình rèn luyện không biết bao nhiêu lần bản chất linh hồn sớm đã phát sinh biến hóa về chất không còn chút khí tức âm hàn cho dù giờ phút này người của danh sư đường nhìn thấy chỉ sợ cũng chỉ cảm thấy là hồn phách ly thể chắc chắn sẽ không nghi ngờ là vu hồn sư quả nhiên đột phá cảm nhận được hồn thể biến hóa con mắt trương huyền sáng lên xem ra lần này tới tưởng ra là đúng rồi nếu như không có những sách vở này hồn thể muốn đột phá còn không biết năm nào tháng nào tiếp tục đột phá đến kiến thần bất hoại trương huyền biết cách có thể đi vào thi thể cổ thánh hẳn còn một đoạn lúc này không trần chờ chút nào tiếp tục hấp thu lực lượng điên cuồng đột phá cảnh giới cao hơn sau hai canh giờ tốc độ hấp thu ngừng lại trương huyền từ từ mở mắt kiến thần bất hoại cảnh đại viên mãn đại thánh bốn cấp bậc kiến thần bất hoại kim thân tâm huyết lai chiều bất hủ không giống thánh vực chia làm 6 tiểu cảnh giới, theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn cùng đại viên mãn. Đạt tới đại viên mãn cũng chính là cao nhất của cảnh giới này. Đại thánh quả nhiên khó hơn thánh vực nhiều, trước đó một đại cấp bậc của thánh vực, một canh giờ là đủ, hiện tại tăng lên gấp đôi, cần hai canh giờ. Trương Huyền nhịn không được cảm xúc. Trước kia một canh giờ liền có thể tu luyện một đại cấp, tu vi nhanh chóng tăng thêm, mà bây giờ vậy mà cần hai canh giờ. Quả nhiên là càng tu luyện càng khó. Tu luyện quả thật không phải chuyện dễ dàng, cho dù thiên tài như ta cũng cần hai canh giờ, những người khác đạt tới loại cảnh giới này chẳng phải càng khó. Trương Huyền lắc đầu. Quên đi, mệt liền mệt chút, tiếp tục, tranh thủ trước khi trời tối, cũng tu luyện kim thân cảnh tới đại viên mãn. Trương Huyền một bên cảm xúc tốc độ tu luyện trở nên chậm, một bên tiếp tục tu luyện. Coi như trở nên chậm nữa, muốn tăng thực lực lên cũng phải tiến hành loại tu luyện khô khan này, không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo hắn lựa chọn con đường tràn ngập vất vả, lại mệt cũng phải cắn răng kiên trì. chương 3113, tưởng phỉ phỉ một Hơn 10 phút sau, Trương Huyền ngừng lại, mặt mũi bất đắc dĩ. Ta đã nói, không có dễ tu luyện như vậy. Hồn thể to lớn xoa xoa mi tâm. Vốn cho rằng từ lạc gia lấy được nhiều bảo vật, có thể trực tiếp để hồn thể phá tan kim thân cảnh, Đạt tới đại thánh nhị trọng đại viên mãn, nằm mơ cũng không nghĩ đến, còn không có triệt để đột phá, độ tinh thuần liền không đủ. Những bảo vật này, đối với những người khác đủ để tu luyện tới đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh, nhưng Trương Huyền bất luận chân khí hay vô hồn, luyện đều là thiên đạo công pháp, lại trải qua lôi đình rèn luyện, toàn thân cao thấp hầu như không có bất kỳ tạp chất, linh khí trong bảo vật mặc dù cấp bậc không thấp, nhưng so sánh với hắn, vẫn là kém một đoạn. Lại không cách nào cung cấp động lực để hắn đột phá thật vất vả gom góp công pháp, lần nữa bởi vì độ tinh thuần linh khí mà dừng lại, Trương Huyền than thở một tiếng. Lạc càn trinh đi theo, thật không tiện cầm quá nhiều, tưởng ra không dính dáng cái này. Đã phản bội nhân tộc, cầm càng nhiều, đối với nhân tộc sẽ càng có lợi. Con mắt Trương Huyền đột nhiên sáng lên. Lúc trước ở Lạc Gia, bản thân thân là Lạc Gia gia chủ, tuy có quyền hạn, nhưng cũng không thể cầm quá nhiều, bây giờ ở tưởng ra, hoàn toàn không có cố kỵ này dù sao đã phản bội nhân tộc, lưu cho đối phương một chút bảo vật, chẳng khác nào làm hại nhân tộc nhiều một phần, đã như vậy cũng không có gì phải khách khí. Nghĩ đến đây, không có trần chờ quá nhiều, vô hồn lần nữa trở lại thân thể, từ không gian gấp đi ra. Bên ngoài vẫn yên tĩnh, hiển nhiên không có người nghĩ có người ngoài chui vào tàng thư các, hơn nữa đã xem xong tất cả thư tịch. Vừa rồi thời điểm tới, nhìn rõ ràng, phương hướng tàng bảo các ở bên kia, đi qua nhìn một chút mượn lý giải đối với không gian lặng lẽ đi ra tàng thư khố xác định phương hướng thẳng tắp bay lượn đi chỉ chốc lát đã đi tới trước mặt nơi này phong ấn rõ ràng càng thêm cường đại hơn tàng thư các bố trí từng tầng từng tầng để cho người ta nhìn không thấu đang định mượn thư viện tìm kiếm thiếu hụt lặng yên không tiếng động chui vào liền nghe có tiếng bước chân từ nơi không xa truyền tới thân thể nhoáng lên đi tới một góc ngón tay điểm một cái phong cấm không gian bốn phía mới vừa làm xong, liền thấy hai bóng người đi vào tiểu viện. Vậy mà đều là người quen. Trung niên nhân bên trái là tộc trưởng tưởng Phương Du trước kia nhìn thấy, bên phải chính là nữ hải dáng người cao gầy, giữa hai lông mày mang theo khí khái hào hùng, chính là thiên công thánh tử trước đó ở thánh tử điện thấy qua. Tưởng phỉ phỉ, cha, được đưa tới nơi này, nữ hải có chút không cao hứng, nhíu mày, nhịn không được nói. Trước người tiêu tốn nhiều tinh lực nghiên cứu chức nghiệp thiên công sư, ta đều tùy ngươi, nhưng bây giờ thì khác, cục diện đại lục sẽ đại biến, làm không cẩn thận, đại loạn sẽ nổi lên, thân là thiên tài tưởng ra chúng ta, độ tinh thuần huyết mạch cao nhất, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Tưởng Phương Du nói, thực lực của ta bây giờ, cha cũng không phải không biết, cách thánh vực bát trọng cũng không biết xa bao nhiêu, coi như muốn gánh vác trách nhiệm, lại có thể gánh vác cái gì. Tưởng phỉ phỉ mặt mũi không tình nguyện. Tưởng ra chúng ta, cường đại nhất không phải tu vi thân thể, mà là linh hồn. Huyết mạch của ngươi mạnh mẽ, hồn thể từ nhỏ đã vượt xa người thường, nếu như có thể lĩnh ngộ linh hồn chân giải của tiên tổ, có thể lập tức nhận được tổ tiên truyền thừa, từ đó thực lực tăng nhiều. Tưởng Phương Du giải thích một câu, trong mắt mang theo kỳ vọng. Đây không phải chuyện cười, không chỉ dính dáng tưởng ra chúng ta hưng suy, làm không cẩn thận, mạng cũng bị mất. Lúc này không thể đùa nghịch tính tình. Chương 3114, Tưởng Phỉ Phỉ 2 biết rồi. Thấy cha nói nghiêm trọng như vậy, tưởng phỉ phỉ mặt mũi bất đắc dĩ. Ta tận lực còn không được ư? Có điều, linh hồn chân giải, khó có thể lý giải được, vô số tiền bối cũng rất khó làm được, ta cũng chưa chắc có thể thành. Tận lực đi, mới vừa truyền đến tin tức, Trương gia Trương Huyền hư hư thực thực lĩnh ngộ thời gian chân giải, Lạc gia Lạc Thiên nhai xác định đã lĩnh ngộ không gian chân giải. Tam đại gia tộc, chỉ có tưởng gia chúng ta chậm nhất. Tưởng Phương Du than thở, Trương gia Trương Huyền là nhân vật yêu nghiệt, còn là thánh tử điện điện chủ, có thể lĩnh ngộ thời gian chân giải không ngoài ý muốn. Chỉ là, người nói Lạc Thiên Nhai là ai? Tưởng Phỉ Phỉ nghi ngờ nhìn qua. Lạc gia xác lập gia chủ còn chưa truyền ra, cũng chỉ có số ít người cầm quyền biết. Nàng quanh năm ở thánh tử điện học tập, không ở nhà, cũng không có thế lực, biết cũng không quá rõ ràng. Lạc Thiên Nhai, nghe nói là bàng chi của Lạc gia, trước đó không lộ ra trước mắt người đời đột nhiên liền lĩnh ngộ không gian chân giải, độ tinh thuần huyết mạch cũng đạt tới 9, đánh bại hậu nhân của chư tử Bách Gia Tử Dung Cổ Thánh. Tưởng Phương Du giải thích, vừa nói hắn vẫn có chút không tin, không thể không nói, vận may của Lạc Gia thật quá tốt. Trương Gia mới vừa tìm về tiểu thiên tài, danh chấn đại lục, Lạc Gia liền toát ra một lạc thiên nhai lĩnh ngộ không gian chân giải. Tam đại gia tộc, hiện nay tưởng ra bọn họ suy thoái nhất, không vội vã cũng không được. Bàng chi cha, thực sự không được, người cũng tìm xem, nhìn xem tưởng ra chúng ta có bảng chi lĩnh ngộ linh hồn chân giải hay không. Để cho hắn làm tộc trưởng không được sao. Nghe con gái nói, tưởng phương du nhịn không được đập đầu của đối phương một cái, mặt mũi im lặng. Uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi là đệ tử hạch tâm nhất cũng lĩnh ngộ không được chân giải, trông cậy vào bảng chi. Đây không phải mơ mộng hảo huyền ư, có thể ra một cái lạc thiên nhai là tốt lắm rồi, người thật cho rằng loại cường giả này là rau cải trắng, một chảo một nắm lớn. Gia tộc người ta có loại bàng chi lợi hại này, ngộ nhỡ gia tộc ta cũng có thì sao? Tưởng phỉ phỉ lẩm bẩm. Nói thật, mặc dù linh hồn của nàng có một không hai, ở tưởng gia huyết mạch cũng là cao nhất, nhưng bản thân không thích tu luyện, mà am hiểu chức nghiệp thiên công, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể trở thành thiên công thánh tử, ở thánh tử điện tên tuổi lẫy lừng. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, trong tộc sẽ không để cho nàng tiếp tục truy cầu chức nghiệp mình thích. Nếu thật có, ta lập tức mời tới, lập hắn làm gia chủ. Nghe được con gái nói, tưởng phương du hừ một tiếng. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, đi vào nhanh đi, bây giờ ngươi cần phải làm là đến trước ngọc bích của tưởng gia cảm mộ tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh mộ chân giải. Cái khác thì không nên nghĩ, nếu không vì gia tộc vững chắc, vì tộc nhân có thể ứng đối đại kiếp. Cũng chỉ có thể thông ra, gả ngươi cho thế lực càng mạnh mẽ hơn, bảo tồn hỏa chủng của gia tộc. Cha, ta không muốn lấy chồng. Nghe lĩnh ngộ không được liền thông ra, tưởng phỉ phỉ giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Cái này không phải do ngươi, lần này nguy cơ cực lớn, không thông ra, chỉ bằng vào tưởng ra chúng ta, căn bản là không có cách vượt qua. Than thở một tiếng, ánh mắt tưởng phương du lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bất quá ngươi yên tâm, coi như thông ra, hoặc là trương gia trương huyền, hoặc là lạc gia lạc thiên nhai, tóm lại không có khả năng để ngươi chịu ủy khuất. Chương 3115, tưởng gia tàng bảo khố 1. Ta mới không muốn gả cho Trương Huyền kia, ngày ngày chỉ biết trang bức, đả kích người, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người từ hôn, làm cho tiểu công chúa đau khổ, một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có. Tưởng phỉ phỉ khẽ nói. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Ta trang bức, đả kích người, ta đã rất biết điều có được hay không? không biết điều, ở thánh tử điện hoàn toàn có thể chèn ép các ngươi không thở nổi. Hơn nữa, nói như ta muốn lấy ngươi vậy, ngươi nằm mơ đi thôi. Vậy thì gả cho lạc thiên nhai, vị lạc thiên nhai này, căn cứ tin tức ta biết, không chỉ hơn 40 tuổi, dáng người rất xấu, dường như cũng đã có đạo lữ. Tưởng Phương Du nói, vẻ mặt trương huyền biến thành màu đen, xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Ta ngụy trang lạc thiên nhai, mặc dù không anh Tuấn, nhưng cũng tuấn tú lịch sự có được hay không. Ai ta cũng không gả. Nghe vị này ngay cả lão bà cũng đã có, tưởng phỉ phỉ dùng sức lắc đầu. Không muốn gả, vậy thì hảo hảo lĩnh ngộ, tranh thủ mau chóng đột phá chân giải, nếu không vì gia tộc, ta cũng không có cách nào. Thấy mục đích uy hiếp đạt tới, tưởng phương du nói. Biết, tuy biết rõ phụ thân đang hù dọa nàng, nhưng thân là tử đệ gia tộc, nếu như nữ hài thật không thể thể hiện ra giá trị, tác dụng lớn nhất quả thực là thông gia. Vì không gả cho Trương Huyền, ta muốn liều mạng. Tưởng phỉ phỉ cắn răng. Sắc mặt Trương Huyền giống như đáy nồi. Ta trêu ai ghẹo ai. Vì không gả cho ta, liều mạng tu luyện. Thanh danh của ta thối như vậy. Đi đi. Tưởng Phương Du không nói thêm lời. Trên mặt tưởng phỉ phỉ lộ ra vẻ thấy chết không sờn. Xài bước đi thẳng về phía trước. Dùng thủ lệnh đặc thù mở phong ấn. nhấc chân đi vào tàng bảo khố cách đó không xa là hồi thiên tiềm long trận cấp 9 đỉnh phong. Trương Huyền vội vàng nhìn sang, hiểu được. Sông có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, nhỏ thì ẩn dưới tàng hình, thăng thì bay vút ở giữa vũ trụ, ẩn có thể ẩn núp ở trong sóng lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, tiềm long chân chính, cường giả lợi hại hơn nữa cũng không thể phát giác, trận pháp này lấy tên như vậy, cũng là có ý này. Dùng loại trận pháp này phong ấn, xem ra tàng bảo khố của tưởng ra, đồ tốt nhất định không ít. Lĩnh ngộ linh hồn chân giải, chỉ có thể dựa vào bản thân, chỉ mong người có thể đi ra con đường tiền nhân không đi ra. Nếu không, thật sự chỉ có thể gả cho Trương Huyền. Thấy con gái đi vào, tưởng Phương Du lắc đầu, lại không chờ lâu, xoay người rời khỏi. Đáng ghét, không nghĩ tới lần nữa vô duyên vô cớ trúng đạn, Trương Huyền tràn đầy buồn bực. Mặc kệ, vào xem, có bảo vật gì, trước thu thập lại nói. Dù sao cũng phản bội nhân tộc, làm lại quá mức cũng đáng đời đối phương. Chương 3116, Tưởng gia tàng bảo khố 2. Trong lòng Trương Huyền khó chịu, nhấc chân đi vào trong. Không biết trận pháp là cái gì, khả năng còn cần thư viện trợ giúp, vừa rồi đã nhìn ra, bằng vào minh lý chi nhãn cùng lý giải trận pháp, tiến vào bên trong đã không thành vấn đề. Thân thể tựa như con quay, liên tục xoay vài vòng, sau một khắc đã đi tới chỗ tưởng phỉ phỉ tiến vào cũng không chậm trễ, Trương Huyền nhấc chân đi vào. Vừa tiến vào trong, liền vận dụng lực lượng không gian, phong cấm bốn phía thân thể, để cho người ta cha không được tung tích. Nữ hài kia mới vừa đi vào, hắn cũng không muốn trực tiếp đối mặt. Mặc dù tưởng ra phản bội nhân tộc, nhưng hắn đường đường trương ra gia chủ, lặng lẽ lẻn vào bảo tàng các của người ta, truyền đi đối với thanh danh có ảnh hưởng rất lớn. Tầng thứ nhất của tàng bảo khố không hề giống lạc ra, bày đầy các loại bảo vật, mà là một đại sảnh rộng lớn, chính giữa thả một ngọc bích dài rộng vài chục mét. Không biết là loại chất ngọc nào điêu khắc, nhẵn bóng chỉnh tề, óng ánh long lanh, cho người ta một loại cảm giác linh khí bức người. Tưởng phỉ phỉ mới vừa tiến vào, đang đứng ở cách ngọc bích chưa tới 10 mét, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trên ngọc bích, điêu khắc một văn tự to lớn, cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ không hiểu, Trương Huyền nhìn lướt qua, lập tức cảm thấy linh hồn bị thu hút, Ngày sau đó một cảm giác áp bách dày đặc thẳng tắp kéo tới, giống như muốn nghiền hắn thành bột phấn. Là văn tự của Vu Hồn sư. Trương Huyền híp mắt lại. Những phù văn này, người khác khả năng nhận không ra, nhưng hắn từng chiếm được Vu Hồn sư truyền thừa, biết rất rõ ràng, chính là văn tự của Vu Hồn sư, có thể sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với linh hồn. Phía trên viết là phương pháp lĩnh ngộ linh hồn chân giải. Hẳn là tưởng ra tiên tổ lưu lại. Trương Huyền hiểu được khó trách tưởng phương du để con gái tới đây lĩnh ngộ, văn tự trước mắt không chỉ có thể ảnh hưởng linh hồn, đối với hồn phách sinh ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, càng có thể khiến người ta lý giải linh hồn chân giải, cũng giống như chữ kiếm trên vách tường trương gia. Nàng ở đây từ từ lĩnh ngộ đi, ta lên lầu nhìn một chút. Thư tịch của tưởng gia liên quan tới linh hồn chân giải, trước đó đã ngưng tụ thành thiên đạo công pháp, vừa rồi vì nhanh chóng tấn thăng vô hồn, không có tu luyện mà thôi. Cái ngọc bích này, đối với những khác người áp lực rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì. Lại nói, mục đích của hắn tới nơi này không phải vì tu luyện, mà là vì tìm kiếm bảo vật, không có thời gian tiêu hao. Lầu 2 cùng lầu một hoàn toàn khác biệt, bày đầy các loại bảo vật. Quả nhiên không kém lạc ra. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt sáng lên. Tới cũng đã tới, đương nhiên sẽ không khách khí. Thu, cũng mặc kệ rốt cuộc chân quý hay không chân quý, bàn tay xòe ra, tinh thần lập tức bao phủ khắp phòng. Phần Phật, bảo vật một tầng đều bị thu vào chữ vật giới chỉ. Tiếp tục đi đến lầu ba, đổi lại thế lực bình thường, hắn thân là danh sư, coi như đối với mấy bảo vật này động tâm, cũng không có khả năng lấy đi toàn bộ, dù sao danh sư có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình, vụng trộm đọc sách, sự tình đọc sách không thể xem như trộm. Nhưng lấy bảo vật thì tính chất liền hoàn toàn thay đổi, bị danh sư khinh thường. Bất quá trộm ra hỏa phản bội nhân tộc hoàn toàn không giống, giống như lấy đồ vật của dị linh tộc, tất cả vì đại nghĩa. Bảo vật lầu 3, rõ ràng càng thêm chân quý hơn lầu 2, Trương Huyền lần nữa đảo qua, tiếp tục lên trên. Lầu 4, lầu 5, lầu 6, rất nhanh giống như tàng thư khố, đi tới tầng thứ 9. Gian phòng này so sánh với mấy phòng trước đó, lộ ra trống giống, chỉ có một cái bệ đá, phía trên lơ lửng một con dấu rộng nửa thước. Con dấu treo ngược trên không trung, thấy không rõ là cái gì, lại cho người ta một loại uy áp linh hồn to lớn, muốn tới gần cũng làm không được. Đây là cái gì? Cảm nhận được con dấu mang tới cảm giác áp bách, Trương Huyền nhíu mày. Hồn phách của hắn đã đạt đến đại thánh nhất trọng kiến thần bất hoại đại viên mãn, dựa theo tình huống bình thường, linh hồn áp bước bình thường sẽ không để ý, cái này lại làm cho hắn có loại cảm giác hô hấp không thoải mái, rốt cuộc là bảo vật gì? Ừm, có chữ viết Dọc theo bệ đá quay một vòng, Trương Huyền nhịn không được ngừng lại. Chương 3117, lĩnh ngộ linh hồn chân giải 1. Bên bệ đá viết mấy chữ, đều dùng văn tự vu hồn sư điêu khắc thành, từ xa nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác u hàn. Muốn lấy hồn ấn, cần ngộ chân giải. Rất nhanh nhận ra ý tứ chữ viết biểu đạt. Từ chỗ mặc hồn sinh nhận được không ít công pháp bí tịch vu hồn, cũng đã có thể nhận ra loại kiểu chữ đặc thù này. Nguyên lai like cái này gọi là hồn ấn, mặc dù không nhìn ra cấp bậc, nhưng cũng không thấp. Trương Huyền nhíu mày. Hiện tại không nhìn ra rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì, nhưng có thể để cho hắn dừng bước không tiến, chỉ sợ cấp bậc không kém nghiên mực của tử vũ cổ thánh. Nhất định phải lấy đi, nếu không tưởng ra như hổ thêm cánh, không biết bao nhiêu danh sư phải chết ở trong đó. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Nhìn thái độ của tưởng phương du cùng thanh niên trắng nón, một khi giao chiến với danh sư bảo vật càng lợi hại tổn thương sẽ càng lớn nhất định phải trước thời hạn loại bỏ tai họa ngầm mới được thử một chút hít sâu một hơi sải bước đi tới con dấu mới đi hai bước trên đầu không ngừng chảy ra mồ hôi như có vô số châm nhỏ không ngừng kích động hồn phách để cho người ta khó mà kiên trì không được tiếp tục nữa coi như vu hồn cũng không chịu nổi trương huyền ngừng lại lui về phía sau mấy bước rời khỏi phạm vi uy hiếp của con dấu còn tưởng rằng lấy lực lượng của hắn bây giờ, có thể tùy tiện đi qua, hiện tại xem ra cả nghĩ quá rồi. Lĩnh ngộ chân giải liền có thể lấy đi, vậy trước tiên lĩnh ngộ chân giải lại nói. Suy tư hồi lâu, không có những biện pháp khác, Trương Huyền hừ một tiếng, cắn chặt hàm răng. Dù sao linh hồn chân giải là sớm muộn gì cũng phải lĩnh ngộ, đối với thực lực cũng có tăng thêm cực lớn, vốn nghĩ thu xong bảo vật tưởng ra, rời đi lại học tập, hiện tại xem ra chỉ có thể học xong mới đi đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần tập trung thức hải, thời gian nháy mắt liền lấy ra thiên đạo công pháp liên quan tới chân giải kiến thức chậm rãi chảy xuôi, trương huyền cảm mộ từng chút. trước đó lĩnh ngộ không gian chân giải tốc độ cực nhanh, là bởi vì đã học qua diễn không thiên thư trước tam trọng, chỉ học đệ tứ trọng, tự nhiên tiêu tốn không bao lâu. lúc này tốc độ rõ ràng chậm hơn một chút, có điều cũng không tiêu tốn quá lâu. linh hồn hắn vốn có trụ cột rất tốt, phu hồn càng cực kỳ cường đại. 10 cái hô hấp sau, con mắt đột nhiên mở ra. Ông từng vòng xoáy không ngừng xoay tròn ở trong mắt, để cho người ta nhìn lên một cái sẽ cảm giác chóng mặt. Trải qua 10 cái hô hấp tu luyện gian khổ, đã hoàn toàn lĩnh ngộ linh hồn chân giải của tưởng gia, cùng người chiến đấu, hồn lực cũng biến thành một loại thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tổ tiên chấn động, tiền bối thần phục, là có người lĩnh ngộ linh hồn chân giải. Đứng ở trong tổ phòng Nhìn tình huống xuất hiện trước mắt, tưởng phương du kích động đến vẻ mặt trắng bệch. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, không nghĩ tới nhà đầu này tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy, một lần liền thành công. Mới vừa để con gái đi lĩnh ngộ chân giải, liền xuất hiện loại tình huống này, không phải nàng còn có thể là ai. Ông trời đối với tưởng ra chúng ta không tệ, lĩnh ngộ linh hồn chân giải, thực lực nhất định đại tăng, chỉ cần tiếp nhận tiên tổ truyền thừa, lần này coi như đại kiếp bắt đầu, tưởng ra cũng có năng lực tự vệ. Hai mắt Tưởng Phương Du sáng lên, thở phào nhẹ nhõm. Trước đó một mực khẩn trương, giờ phút này cũng trầm tĩnh lại. Lĩnh ngộ hồn lực chân giải, liền có thể nắm hồn ấn, coi như không sử dụng cổ thánh gia tộc, một chút biến cố cũng đủ để ứng phó. Các ngươi nhanh đi chuẩn bị đại điển kế vị tộc trưởng, hiện tại ta đi tìm Phỉ Phỉ, xem tình huống hiện tại của nàng. Đè nén lòng tràn đầy hưng phấn, Tưởng Phương Du dặn dò mấy vị trưởng lão một câu. Vâng tất cả trưởng lão lui ra ngoài, từng cái lộ ra tự hào. Trường 3118, lĩnh mộ linh hồn chân giải 2 trương gia có trương huyền, lạc gia có lạc thiên nhai, vốn cho rằng tưởng gia bọn họ muốn rơi ở phía sau, không nghĩ tới tưởng phỉ phỉ trực tiếp đột phá. Nếu như vậy, bọn họ cũng không kém chút nào. Giao phó xong, tưởng phương du vội vã vào tới tàng bảo khố, hơn 10 cái hô hấp, liền tiến vào đại điện, ngay sau đó thấy được nữ hải đứng ở trước ngọc bích, vẫn đầu đầy mồ hôi, khoảng cách hơn 10 mét, không cách nào tới gần. Phỉ phỉ, xảy ra chuyện gì? Tưởng phương du nhịn không được sửng sốt, vội vàng hỏi. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần lĩnh ngộ linh hồn chân giải, Ngọc Bích trước mắt sẽ không còn cảm giác áp bách, có thể đi thẳng tới trước mặt, làm sao con gái thoạt nhìn vẫn có chút không kiên trì nổi. Yên tâm đi, cha, ta sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ. Thấy phụ thân dặn dò nhiều lần, còn trực tiếp tới, tưởng phỉ phỉ có chút khó chịu nổi, mang theo tức giận nói. Người còn không có lĩnh ngộ. Thân thể tưởng phương du nhoáng một cái, như bị sét đánh. Ta vừa tiến vào nơi này, tổng cộng mới 10 phút đồng hồ, làm sao có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy? Tưởng phỉ phỉ mặt mũi im lặng. Phụ thân không phải choáng váng chứ. Nếu có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, đã sớm lĩnh ngộ, cũng không đến mức kéo tới hiện tại. Cái này, thân thể tưởng phương du nhoáng một cái, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung suýt chút nữa ngất đi còn tưởng rằng vừa rồi đột phá lĩnh mộ chân giải chính là con gái đã không phải vậy thì là ai làm sao vậy xảy ra chuyện gì nhìn thấy cha biến sắc tưởng phỉ phỉ cũng cảm thấy không đúng lui về phía sau mấy bước đi ra phạm vi ngọc bích áp bức nghi ngờ nhìn qua sau khi tách ra ta liền đi tổ phòng vừa rồi xuất hiện tình huống tổ tiên chấn động tiền bối thần phục ta còn tưởng rằng là ngươi đột phá. Tưởng Phương Du giải thích, không phải ta, chẳng lẽ giống như Lạc Thiên Nhai, trong tộc có bàng chi đột phá. Giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì, tưởng phỉ phỉ cũng có chút sững sờ. Bàng chi, nào có nhiều bàng chi lợi hại như vậy? Tưởng phương Du có chút không tin, mày nhíu lại, nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía nữ hải trước mắt. Vừa rồi ngươi ở nơi này tu luyện, có phát hiện cái gì không đúng không? Không có a hát. Tưởng phỉ phỉ lắc đầu. Vừa rồi chăm chú lĩnh ngộ linh hồn chân giải, không có phát hiện dị thường gì. Có thể lĩnh ngộ chân giải để tổ tiên chấn động, tiền bối thần phục, nhất định nắm giữ huyết mạch của tộc nhân, nếu không làm không được điểm ấy. Chỉ là không mượn ngọc bích cũng có thể đột phá, suốt cuộc làm sao làm được. Tưởng phương du không hiểu. Con cháu hạch tâm nhất gia tộc, mượn ngọc bích, hao tốn không biết bao nhiêu năm cũng không thể hoàn thành, rốt cuộc là ai, ở dưới tình huống mình cũng không biết, trực tiếp làm được. Chẳng lẽ, nguy rồi, đi với ta lên lầu nhìn một chút. Đột nhiên lông mày co rút, nhớ tới một việc, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp xông lên lầu. Không biết hắn có ý tứ gì, Tưởng Phỉ Phỉ theo sát. Thời gian nháy mắt đi tới lầu 2, chỉ nhìn một cái, vẻ mặt của Tưởng Phương Du trở nên trắng bệch. Trước đó gian phòng tràn đầy bảo vật lúc này rỗng tuếch, ngay cả cặn cũng không thấy. Có người tới trộm đồ, xem tình huống là mới tay liền, có khả năng còn chưa chạy trốn, nhanh khởi động trận pháp gia tộc. Tưởng Phương Du siết chặt nắm đấm. chương 3119, người rốt cuộc là ai? Một, phần phật, thanh âm kết thúc, một ngọc bài từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, đi tới ngoài cửa sổ, ngay sau đó trận pháp bốn phía giống như bị khống chế, triệt đề kích hoạt, khí tức cuồn cuộn, bao phủ cả gia tộc ở bên trong. Lấy nhãn lực của tưởng Phương Du, có thể dễ dàng nhìn ra, những thứ kia bị rời đi thời gian không dài, nếu như không có đoán sai, ra hỏa ăn trộm hẳn còn chưa kịp chạy. Chỉ cần dùng trận pháp phong ấn, cẩn thận tìm kiếm, nhất định có thể cào ra. Làm xong những cái này, hai người tiếp tục đi đến lầu ba, nhìn thấy tầng này rỗng tuếch, tưởng Phương Du nhíu mày, chỉ cảm thấy ngực đau sắp nổ tung. Tưởng ra vài vạn năm tích lũy, Bị người lặng yên không một tiếng động lấy sạch. Suốt cuộc là ai? Đợi ta bắt được. Không chém người thành muôn mảnh. Tuyệt không bỏ qua. Xong rồi. Phun ra một ngụm trọc khí. Trương Huyền mở mắt. Lực lượng linh hồn vận chuyển trong đầu. Lần nữa đi tới bệ đá cách đó không xa. Quả nhiên không còn áp lực như trước đó. Mấy bước đi tới trước mặt. Bắt tới con dấu. Phần phật. Bàn tay xuyên thấu qua con dấu. Rơi vào chỗ trống. Chẳng lẽ thứ này là giả trương huyền sướng sờ có thể tỏa ra uy áp cường đại như thế vốn cho rằng là trí bảo không kém gì nghiên mực của cổ thánh nằm mơ cũng không nghĩ đến ngay cả đụng cũng không đụng tới sẽ không phải là huyễn cảnh chứ sớm biết liền không tốn nhiều tâm huyết như vậy tu luyện linh hồn chân giải lãng phí mười tức thời gian vô ích không đúng chẳng lẽ chỉ có linh hồn mới có thể thu trương huyền bất đắc dĩ đang muốn xoay người rời khỏi trong lòng đột nhiên khẽ động. Thứ huy áp này, chân thực tồn tại, đối với hồn phách cảm giác áp bách cũng là thật, không làm giả được. Đã là thật, bàn tay lại chạm không được, chẳng lẽ cái hồn ấn này, giống như vu hồn, vô hình vô chất, linh hồn mới có thể thu. Khoanh chân ngồi dưới đất, vu hồn từ mi tâm nhảy ra, nhẹ nhàng vô một cái, quả nhiên cảm nhận được một khí tức lạnh như băng, lại không cách nào xuyên thấu, ánh mắt sáng lên, biết đoán đúng, bàn tay nắm chặt. Phần Phật Trương Huyền lảo đảo suýt chút nữa ngã sắp xuống. Thật nặng. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Con dấu này thoạt nhìn không lớn, vậy mà nặng nề hơn một ngọn núi, lấy vu hồn cảnh giới kiến thần bất hoại, dưới tình huống không có chút chuẩn bị, cũng không cầm lấy được. Ta xem một chút rốt cuộc nặng cỡ nào. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhướng mày, lực lượng trong cơ thể xô trào, lần nữa nhắc tới. Âm âm, chậm rãi nâng con dấu lên, vô số linh khí nhanh chóng tụ đến, ngay sau đó cảm thấy lầu các dưới chân không ngừng lay động, hình như thứ này trấn áp số mệnh cả lầu các, một khi lấy đi, liền sẽ sụp đổ. Nguy rồi, có người ở trên mái nhà. Lầu các lay động, Tưởng Phương Du hiểu được, vẻ mặt trở nên âm trầm, cũng không để ý tới cái khác, thẳng tắp xông lên trên. Thu. Lầu các lay động, biết nhất định sẽ dẫn người tới, rõ ràng nơi đây không nên ở lâu, phu hồn của Trương Huyền khẽ động. Vù. Hồn ấn liền biến mất ở trước mắt bị thu vào chữ vật giới chỉ. Lầu các lai động kịch liệt, cũng không giống trong tưởng tượng sẽ đổ sụp xuống. Trương Huyền thở vào nhẹ nhóm, hồn phách chui vào mi tâm, đang chuẩn bị rời khỏi, liền nghe đến tiếng gió rít gào, có người vọt lên. Nhanh như vậy, đồng tử co rụt lại, không gian bốn phía trở nên vặn vẹo, thân ảnh vừa rồi còn đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt biến mất. Phần Phật, tưởng phương du cùng tưởng phỉ phỉ đi tới, nhìn về phía bệ đá trống không, Tưởng Phương Du nhíu mày, thân thể không ngừng run rẩy, thần thức như thủy ngân bao phủ bốn phía. Chương 3120, người rốt cuộc là ai? Hai. Cha. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của cha như vậy, Tưởng Phỉ Phỉ sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn qua. Người đi ra xem một chút, người này sẽ không chạy xa. Thanh âm của Tưởng Phương Du rét run, dặn dò. Vâng. Tưởng Phỉ Phỉ gật đầu, xoay người đi xuống lầu. Nữ hài vừa mới rời khỏi, tưởng phương du liền đến trước mặt bệ đá, nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn nhẫn bóng, tựa hồ có chút khó tin, ra mặt run rẩy, mang theo tức giận. Rốt cuộc là ai? Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên xoay người, chập ngón tay làm kiếm, đâm tới địa phương cách đó không xa. Cái tên này, đồng tử trương huyền co rụt lại, cũng không để ý tới che giấu thân ảnh, vội vàng nhảy ra sau. Đối phương không chỉ linh hồn mạnh mẽ, thực lực còn không kém đám người hưng kiếm thánh chút nào vừa rồi linh hồn lướt nhìn đã phát hiện hắn chỉ giả bộ như không nhìn thấy để hắn xem thường mới đột nhiên động thủ tê lạp một đòn toàn lực của cường giả đại thánh phong cấm không gian lập tức bị kéo ra vết rách trương huyền chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới cả người sắp muốn nổ tung kích hoạt huyết mạch biết không ngăn cản nổi có thể sẽ bị chém giết tại chỗ lại không để ý tới cái khác tinh huyết trương ra bùng cháy thời gian nháy mắt trở nên chậm chạp. Mới vừa rồi còn không thấy rõ ngón tay, như dừng lại ở trên không trung, biểu lộ tức giận của đối phương cũng xuất hiện ở phía trước. Lực lượng quá mạnh, thời gian tăng tốc không kiên trì được bao lâu. Cảm nhận được lực lượng chấn động bốn phía, ra đầu trương huyền nổ tung. Lần trước nhìn thấy tưởng phương du, khuôn mặt luôn tươi cười, nhìn không ra thực lực. Không nghĩ tới cường đại như thế. Đặc biệt là công kích linh hồn không ngừng đâm tới, Xem như lực lượng huyết mạch sinh ra thời gian tăng tốc, cũng không kiên trì được bao lâu, không gian phong cấm cũng không có hiệu quả gì. Linh hồn mạnh mẽ, không gian, thời gian vẫn có thể bị áp chế. Đương nhiên, cũng vì tu vi hắn quá thấp, nếu như đạt tới cảnh giới tương đồng, coi như đi ở trước mặt đối phương, đoán chừng cũng khó có thể phát giác, chứ nói chi là tìm ra. Trốn. Biết thực lực bây giờ tới chiến đấu, khẳng định không phải đối thủ, lại không suy nghĩ nhiều thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền thẳng tắp xông ra ngoài. Dầm, còn chưa đi xa, thời gian tăng tốc liền bị đối phương đâm rách, không gian bốn phía như thủy tinh vỡ vụn. Dư âm bốn phía không ngừng nhộn nhạo, một cỗ lực lượng đánh trúng phía sau lưng Trương Huyền, để hắn yết hầu ngòn ngọt, ngọt, suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi là người Trương gia, hay là lạc gia? Bên này muốn chạy trốn, sau lưng tưởng phương du phát điên. Kẻ trước mắt này, vừa rồi giấu ở trong không gian, bị phát hiện, lập tức thi triển ra lực lượng thời gian, xoay người chạy trốn, liên tiếp đối đầu, thậm chí ngay cả dung mạo cũng không thấy. Tinh thông hai loại chân giải, rốt cuộc là ai? Phần phật, không để ý tới đối phương hỏi thăm, Trương Huyền lo lắng vọt tới trước. Quét sạch hàng ổ người ta, không trốn, chẳng lẽ còn chờ người ta thiết hiến khoản đãi? Trốn chỗ nào? Thấy hắn muốn xông ra cửa sổ, tiến vào nội viện, tưởng phương du hét lớn một tiếng, lông mày bỗng nhiên dương lên t lạp một gợn sóng linh hồn nhộn nhạo ra thời gian nháy mắt liền phong ấn toàn bộ đại điện tạo thành một bình chướng to lớn phá mới vừa làm xong những cái này còn không đợi hắn ra tay tấn công liền nghe thanh âm trầm thấp của đối phương vang lên tiếp theo hồn lực hình thành phong cấm lập tức vỡ vụn linh hồn chân dài ngươi ngươi sốt cuộc là ai tưởng phương du ngây người chương 3121, tưởng phương du sụp đổ một Người trước mắt này, lĩnh ngộ không gian chân giải, thời gian chân giải, đã để cho người ta sụp đổ, làm sao cũng không nghĩ đến, linh hồn chân giải cũng đã lĩnh ngộ. Ba loại chân giải này, tam đại gia tộc, vài vạn năm có thể lĩnh ngộ không được mấy người, cổ thánh cũng muốn lực bất tòng tâm. Một người thân kiêm ba loại, suốt cuộc làm sao làm được? Ai yêu nghiệt như thế? Tạch tạch, hắn khiếp sợ tột đỉnh, bóng người phía trước phá tan phong ấn, đã đụng vỡ bức tường chạy trốn. Chuyển không tưởng ra, còn muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Tưởng phương du tức đến sắc mặt đỏ lên, bỗng nhiên nhoáng một cái, giống như xé rách không gian vọt ra, năm ngón tay mở rộng, khí tức như rồng, mãnh liệt chảo một cái. Âm âm, chân khí mạnh mẽ, hình thành một khí tường to lớn, bao vây lộ tuyến chạy trốn của đối phương, linh hồn mạnh mẽ hóa thành một thanh kiếm, thẳng tắp đâm tới óc. Bành, công kích linh hồn, không nhận thời gian, không gian hạn chế, rơi vào trên thân bóng người, thẳng tắp đâm tới trong óc. Ông, bị hồn lực đánh trúng, bóng người phát ra quang mang nhàn nhạt như nước chảy, nhẹ nhàng rung động, liền ngăn công kích ở bên ngoài. Hồn sóng bình chướng, ngươi là, vu hồn sư, trái tim tưởng phương du co lại, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Ngày hôm nay nhận khiếp sợ, còn nhiều hơn cả một đời cộng lại hồn sóng bình chướng là một loại võ kỹ đặc thù của vu hồn sư có thể diễn hóa hồn lực thành dòng nước chảy xuôi ở bốn phía thân thể ngăn cản công kích linh hồn loại thủ đoạn này chỉ có vu hồn sư thuần ví mới có thể làm được cho dù là hắn cũng không thể hoàn thành kẻ trước mắt này không chỉ lĩnh ngộ thời gian không gian linh hồn chân giải chẳng lẽ còn là một vu hồn sư ở trên đại lục lúc nào toát ra như một cường giả lợi hại như vậy Bất quá hắn cũng biết giờ phút này không phải thời điểm khiếp sợ, cổ tay khẽ đảo, một lá cờ lăng không bay lên. Vũ khí đại thánh cấp, linh hồn kỳ. Thứ này do cổ thánh trong tộc luyện chế thành, ở trong tay hắn đã tiếp cận trăm năm, mỗi ngày lấy linh hồn lực tẩm bổ, liên tục hơn 80 năm không có sử dụng qua. Nói cách khác đã tích lũy 80 năm lực lượng linh hồn của hắn. Giờ phút này đột nhiên tế ra, khí tức cuồn cuộn, không gian bốn phía bị bao vây, Lực lượng linh hồn to lớn từ trên lá cờ điên cuồng xâm nhập tới. Toàn bộ tưởng ra giống như âm lãnh hơn mấy phần, nhiệt độ giảm xuống. Linh hồn kỳ lan ra lực lượng linh hồn, tu vi yếu, lá cờ vừa ra sẽ bị trùng kích biến thành ngớ ngẩn, coi như tu vi mạnh cũng sẽ đầu váng mắt hoa, rất khó ngăn cản. Lúc trước Dương Sư tới luận bàn cũng khiếp sợ không thôi, suýt chút nữa bị thiệt lớn. Giờ phút này tế ra bóng người tiến lên giống như châu chấu bị đóng băng ở trong nước, không còn cách nào chạy trốn. Mặc dù ngươi là vu hồn sư, nhưng thực lực bản thân quá thấp, không chống đỡ được. Thấy định trụ được đối phương, tưởng phương du thở phào nhẹ nhõm, đang muốn bắt đối phương, nhìn một chút sốt cuộc là ai, liền cảm thấy lá cờ trên không lay động kịch liệt, giống như không nắm được lực lượng. Si 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 si, Phía trên tích xúc hơn 80 năm lực lượng linh hồn, điên cuồng vào tới thân ảnh kia, Thời gian qua một lát, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hắn, hắn đang hấp thu lực lượng linh hồn trên linh hồn kỳ, nguy rồi. Sắc mặt của Tưởng Phương Du trắng bệch, thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Dùng thứ này công kích ngươi, chẳng những không có việc gì, còn hấp thu hồn lực của ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chết cho ta." Tưởng Phương Du tức giận, sắc mặt tái xanh, khống chế linh hồn kỳ đập tới bóng người món bảo vật này không chỉ có thể công kích linh hồn còn có thể công kích vật lý hơn nữa toàn lực đập xuống thánh vực nhị trọng kim thân cảnh cũng phải vỡ vụn tại chỗ phần phật linh hồn kỳ rơi vào trên người đối phương vốn cho rằng có thể đập chết ai biết bóng người duỗi tay ra nhẹ nhàng sờ soạng lá cờ hai lần sau đó lá cờ tràn đầy hưng phấn vòng quanh đối phương thanh âm vui vẻ không dứt bên tai phảng phất như thấy được cha mẹ ruột vậy phốc khuôn mặt tưởng phương du trắng bệch phun ra máu tươi, ngay sau đó cảm thấy linh hồn kỳ ở cách đó không xa, ý niệm kết nối với hắn bị chặt đứt. "Ngươi, ngươi luyện hóa linh hồn kỳ của ta?" Chương 3122, Tưởng Phương Du sụp đổ hai. Tưởng Phương Du sắp khóc. "Hấp thu lực lượng trong linh hồn kỳ của ta thì thôi, dùng nó công kích lại bị luyện hóa." Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta ở chỗ nào? Ta là ai? Bị đả kích bắt đầu nghi ngờ nhân sinh đây chính là bảo vật dùng hồn lực tẩm bổ không biết bao nhiêu năm, nói phản bội liền phản bội. Tâm thật đau. Hô hô. Luyện hóa linh hồn kỳ, thu vào nhẫn, bóng người tiếp tục bay đi. Trốn chỗ nào? Hai người một bên giao thủ một bên phi hành, thanh thế lớn như vậy, đã kinh động đến vô số tộc nhân. Giờ phút này hơn 10 vị trưởng lão của tưởng ra bay ra, lơ lửng ở bốn phía, bao vây tất cả phương vị chạy trốn. Ngày hôm nay để ngươi chạy mất, ta liền không họ tưởng thấy nhiều trưởng lão xuất hiện như vậy, tưởng phương du thở phào nhẹ nhóm, vẻ mặt trở nên dữ tợn, gào thét một tiếng, lòng bàn tay nhiều hơn một ngọc bài, thẳng tắp bay ra ngoài. Âm âm, ngọc bài vừa xuất hiện, trận pháp phía dưới sôi trào lên, vô số lực lượng hội tụ ở trên không trung. Đại trận hộ tộc của tưởng ra triệt để kích hoạt. Phong ấn, trận pháp mở ra, tưởng phương du hít mắt lại, ngón tay chỉ ngọc bài. Ông, quang mang lấp lánh, lực lượng tụ đến, nhanh chóng bao vây bóng người. Đây không phải không gian pháp tắc, cũng không phải thủ đoạn linh hồn, mà là một loại lực lượng thực sự. Một khi bị bao phủ ở bên trong, sẽ giống như cá thịt trên thớt, không cách nào trốn đi. Bóng người như nhìn ra cỗ lực lượng này kinh khủng, thân thể rụt lại, nhẹ nhàng nhoáng một cái, đi tới một chỗ, bàn chân bước ra. Tạch tạch, thanh âm bạo liệt vang lên, lực lượng hội tụ ra thời gian nháy mắt rừng ở giữa không chung trận pháp dừng lại tưởng phương du cảm thấy một vạn con thần thú không ngừng bay qua ở trong lòng đại ca người còn có cái gì không biết sao bất quá không đợi hắn triệt để phản ứng lại chỉ thấy bóng người nhẹ nhàng vẫy tay ngọc bài lơ lửng trên không thẳng tắp bay đi hô rơi vào lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái người sau phát ra thanh âm hưng phấn lần nữa bị luyện hóa phốc tưởng phương du phun ra một ngụm máu tươi trước mắt biến thành màu đen không phải là bị đánh, mà là bị đả kích. Cái này con mẹ nó là tộc trưởng lệnh của ta, gia tộc của ta, địa bàn của ta. Không phải của ngươi. Dừng lại trận pháp gia tộc, luyện hóa tộc trưởng lệnh. Suốt cuộc làm sao làm được, mẹ nó, làm sao cảm giác ta giống như người từ ngoài đến vậy. Cha, nhìn thấy hắn thổ huyết, tưởng phỉ phỉ vội vàng chạy tới, tràn đầy lo lắng. Đừng tới đây, cẩn thận bị tên kia bắt được. Tưởng Phương Du vội vàng hét lớn. Cái tên này ném ra linh hồn kỳ, luyện hóa, ném ra tộc trưởng lệnh, luyện hóa, đại trận cũng nghe hắn dặn dò. Con gái xông tới, đoán chừng sau một khắc cũng biến thành của đối phương. Thậm chí hắn hoài nghi bản thân xông tới, có thể cũng biến thành của đối phương hay không. Tưởng phỉ phỉ. Trương Huyền. Chương 3123, ta là tộc trưởng của các ngươi, một. Tất cả trưởng lão cùng một chỗ động thủ biết tiếp tục nữa, cả gia tộc sẽ biến thành của đối phương, tưởng phương du nhịn không được nữa gào thét. Âm âm, hơn 10 vị trưởng lão đồng thời ra tay, chân khí cùng lực lượng linh hồn hội tụ vào, giống như cự long, không gian bị xé rách ra từng vết rách đen kịt. Nguy rồi, trương huyền bị nhốt ở giữa sắc mặt tái xanh. Vốn nghĩ chỉ cần chạy ra phạm vi đối phương tấn công, liền có thể mượn long cốt thần thương đâm rách không gian rời khỏi, không nghĩ tới, những trưởng lão này xuất hiện nhanh như vậy, Đồng thời uy lực xuất thủ lớn như thế. Tình huống trước mắt, năng lượng bốn phía không ổn định, thật muốn xuyên qua, rất dễ dàng rơi vào không gian loạn lưu, không rõ sống chết. Nói cách khác, muốn đâm rách không gian chạy trốn, đã không làm được. Cái này gọi là chuyện gì, sớm biết liền không lấy hồn ấn kia, nếu không, hiện tại khẳng định sớm đã Lặng Yên không tiếng động rời đi. Âm ầm. Hắn buồn bực, trưởng lão ở bốn phía lại không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ. Lực lượng áp bước tới. Nhìn uy thế cùng lực lượng, xem như Dương sư cũng chưa chắc có thể chống lại. Chặn lại cho ta, biết thực lực của hắn bây giờ, thật muốn ăn một kích, tất nhiên sẽ bị đánh thành thịt nát, trong lòng Trương Huyền hơi động, bàn tay bỗng nhiên nâng lên. Hô. Vừa mới luyện hóa ra chủ lệnh của tưởng ra, lập tức từ lòng bàn tay lơ lửng lên, đại trận bốn phía bị lệnh bài khống chế, lập tức ở chung quanh hắn tạo thành một mảng ánh sáng trong suốt. Rầm 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 tất cả trưởng lão công kích, rơi vào trên màng ánh sáng, gây nên từng đạo gợn sóng, nhưng không công phá. Quả nhiên có thể thực hiện. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên. Vừa rồi thấy đối phương thi triển ra chủ lệnh, nhớ tới kinh nghiệm ở trương gia, lạc gia, thử nghiệm dùng linh hồn chân giải luyện hóa, không nghĩ tới quả nhiên một lần thành công. Gia chủ lệnh có thể điều động đại trận hộ tộc, luyện hóa, chẳng khác nào nắm trong tay tất cả trận pháp, đồ vật cường đại nhất, để cho người sợ hãi của tưởng ra giờ phút này đã biến thành bùa hộ thân của hắn ngươi ngươi không nghĩ tới tên này không chỉ luyện hóa ra chủ lệnh còn nhẹ nhàng sử dụng điều động trận pháp trong tộc tưởng phương du cảm thấy thật muốn điên rồi cường giả hắn không phải không gặp qua như thanh niên trắng nõn lúc trước thực lực mạnh mẽ dương sư cũng chưa chắc có thể thắng được nhưng cũng không làm được điểm ấy a à. mọi người tiếp tục động thủ tưởng phương du lại gào lên một tiếng tất cả trưởng lão không rõ ràng cho lắm thấy tộc trưởng la lên như vậy đành phải tấn công lần nữa dừng tay biết tác dụng của gia chủ lệnh trương huyền lại không bối rối nhẹ nhàng cười một tiếng lần nữa điểm một cái dầm linh khí bốn phía tuôn ra các trưởng lão chuẩn bị tấn công giống như hắn vừa rồi bị một cỗ lực lượng cuồng bạo định ở trên không trung từng cái hai mặt nhìn nhau chạy trốn cũng làm không được tất cả đều bối rối tộc trưởng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một vị trưởng lão nhịn không được nữa, lên tiếng hét lớn. Sao ra chủ lệnh ở trong tay hắn, sao hắn có thể khống chế trận pháp? Vị này rốt cuộc là ai? Các trưởng lão khác cũng lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì, hắn là ai? Tưởng Phương Du nắm tóc. Chương 3124, ta là tộc trưởng của các ngươi hai. Con mẹ nó ta cũng muốn biết, vị này rốt cuộc là ai, cũng muốn hiểu rõ xảy ra chuyện gì cái tên này lẻn vào bảo tàng các của gia tộc, quét sạch tất cả bảo vật. Biết giờ phút này không phải thời điểm dầu dĩ, tưởng phương du la lên. Lời còn chưa dứt, liền nghe bóng người phía trước cũng hô lên. Chư vị trưởng lão nghe lệnh, người này là hoàng giả của dị linh tộc, lẻn vào tưởng ra, ngụy trang thành hình dạng của ta, đánh cắp tất cả bảo vật của trong tộc, không được để hắn chạy trốn. Thanh âm to rõ, đâm thủng bầu trời. Tưởng phương du ngẩn ngơ, vội vàng đi về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy bóng người vừa rồi không trốn nữa, chậm rãi xoay người lại, dung mạo. Vậy mà giống hắn như đúc. Không chỉ như vậy, phong thái, cử chỉ, thanh âm, thậm chí linh hồn cũng hoàn toàn tương đồng, không sai chút nào, giống như soi gương. Ngươi, thân thể tưởng phương du cứng đờ, triệt để bối rối. Thấy qua người ta ngụy trang, bản thân cũng đã làm. Nhưng nhiều nhất ngụy trang ra dung mạo tương đồng, còn khí tức linh hồn hoàn toàn tương tự, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất cả trưởng lão cũng đồng thời ngây người. Một lần toát ra hai vị tộc trưởng, hơn nữa nói lời hoàn toàn trái lại, rốt cuộc nên tin ai. Gia chủ lệnh, chỉ nghe mệnh lệnh của gia chủ, điểm ấy chưa vị hẳn hiểu chứ. Thấy hù dọa được đối phương, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay run lên, gia chủ lệnh ở trên không xoay tròn. Ngay sau đó, tất cả trưởng lão bị giam cầm ở bốn phía lập tức cảm thấy thân thể buông lỏng, khôi phục lại gia chủ lệnh chỉ có gia chủ mới có thể luyện hóa, người kia khẳng định không phải thật. Có thể khống chế đại trận hộ tộc, làm sao có thể là giả. Bị trận pháp buông ra, các trưởng lão xác nhận năng lực của gia chủ phía trước, lần nữa nhìn về phía tưởng phương du thật, trong ánh mắt từng cái mang theo vẻ bất thiện. Tưởng phương du muốn ngất. Kẻ trước mắt này, thì triển ra thời gian, không gian, linh hồn chân giải, coi như hắn không hiểu, có thể nhịn, nắm giữ năng lực vu hồn sư cũng có thể nhịn nhưng biến thành hình dạng của hắn ngụy trang thành tộc trưởng để tất cả trưởng lão không phân biệt ra được thì nhịn không được nữa mọi người đừng tin ta là tưởng phương du vừa rồi ta dùng trận pháp gia tộc công kích hắn là hắn cướp đi gia chủ lệnh tưởng phương du kìm nén không được hét lớn một tiếng lão sược gia chủ lệnh là ai cũng có thể cướp đi luyện hóa sao coi như có thể luyện hóa đại trận hộ tông trong tộc cũng có thể tùy tiện điều khiển. Trương Huyền hừ lạnh, nói đùa cái gì? Nói xong, nhìn quanh một vòng. Chư vị trưởng lão thấy thế nào? Đại trận gia tộc là trải qua vô số tiền bối củng cố sắp đặt thành, sớm đã có vô số biến hóa đặc biệt, không có truyền thừa kỹ càng, xem như hội trưởng của trận Pháp Sư Công Hội Đích Thân Tới cũng không có khả năng khống chế. Đúng vậy, vị này khống chế ra chủ lệnh, lại có thể vận dụng trận Pháp tự nhiên như vậy, khẳng định là gia chủ. Ta nghe nói hoàng giả dị linh tộc có thể ngụy trang thành nhân loại, danh sư cửu tinh cũng khó nhận ra. Chẳng lẽ thật sự là bọn họ ngụy trang? Không rõ ràng, hiện tại có hai tộc trưởng, ta cũng có chút hồ đồ rồi. Mọi người đều sửng sốt. Không nói trước độ khó luyện hóa gia chủ lệnh, coi như có thể thành công, cũng không có khả năng thuần thục khống chế đại trận gia tộc như vậy. Cái này không có nhiều năm mài rũa, là không thể nào làm được người rốt cuộc là ai chẳng lẽ là dị linh tộc một vị trưởng lão kìm nén không được nhìn về phía tưởng phương du dị linh em gái người a hát lão tử là tưởng phương du tưởng phương bình chẳng lẽ người ngay cả ta cũng không nhận ra ta và người 7 tuổi liền biết năm tám tuổi người bởi vì tu luyện khảm tâm quyết không cách nào hoàn thành tìm ta hỗ trợ chỉ điểm đưa cho ta một trái hồng ngọc chu quả xem như thù lao ta không biết tu vi thấp không thể ăn bậy kết quả suýt chút nữa bảo thể mà chết việc này ngươi không nhớ rõ sao? Tưởng Phương Du không kìm nén được, hét lớn một tiếng. chương 3125, khó phân thật giả một. Nói thật, kẻ trước mắt này, làm tưởng Phương Du cũng nghi ngờ nhân sinh, không biết làm sao. Bất quá phân biệt một người thật giả, tướng mạo tương đồng, khí tức linh hồn tương đồng đều vô dụng, phương pháp phân biệt tốt nhất là Ký ức, hắn từ nhỏ ở tưởng ra lớn lên, tất cả trưởng lão trong tộc đều hết sức quen thuộc, bất kể ngụy trang thế nào, cũng không có khả năng ngay cả ký ức cũng biết. Cho nên vị trưởng lão này hỏi thăm, lập tức nói ra sự tình bí ẩn nhất. Cái này, nghe nói như thế, tưởng phương bình trưởng lão sửng sốt một chút, nói không ra lời, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Chuyện này, là lúc bọn họ còn rất nhỏ phát sinh, trong tộc chỉ có hai người biết, người ngoài tuyệt không có khả năng hiểu rõ tình hình, nói cách khác, nếu như ngụy trang mà nói, chắc chắn sẽ không biết chẳng lẽ người không có gia chủ lệnh là tộc trưởng thật. Làm sao vậy?" Một vị trưởng lão ở bên cạnh hỏi. Hắn nói, "Là thật." Tưởng Phương Bình mang theo lúng túng nói. "Hồi nhỏ quấy phá, lúc này bị nói ra ở trước mặt mọi người, để hắn cực kỳ xấu hổ." "Thật?" Thấy hắn thừa nhận, các trưởng lão khác lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, cau mày. Hai người nhất định có một cái là giả, đây đã là sự thực, một cái khác đương nhiên là giả không cần nhìn ta, việc này mặc dù biết rất ít, nhưng hỏi thăm một ít lão nhân trong tộc, có lẽ còn có thể biết được. Không nghĩ tới tưởng Phương Bình phản ứng nhanh như vậy, vừa mở miệng liền đánh trung yếu điểm, Trương Huyền mỉm cười cũng không bối rối, nhìn qua. Tưởng Phương Bình, người tu luyện là tưởng siêu tiền bối chuyển xuống tam tiêu luyện hồn quyết, bởi vì tu luyện không thích đáng, chỗ tề kỳ môn, mỗi khi đến thời tiết sông tố, liền vô cùng đau đớn, không khống chế được sẽ còn dẫn đến chân khí ngược dòng vừa rồi đối phương tiến hành công kích hắn, trong đầu đã xuất hiện thư tịch, trên người thiếu hụt, mấu chốt, biết rõ rõ ràng ràng, đối phương đã muốn nói bí ẩn, vậy hắn sẽ không ngại nói càng nhiều hơn. Cái này, tưởng phương bình ngẩn ngơ, máy móc gật đầu. Không sai, chỉ là, chứng bệnh trên người ta chưa hề nói với bất luận người nào, làm sao người biết. Trương Huyền muốn phun máu. Con mẹ nó, chỉ nghĩ trang bức, không nghĩ tới nói nhiều rồi thư viện có thể thấy được thiếu hụt của người, ngụy trang thành cao nhân người ta không biết còn được, nhưng ngụy trang thành người quen thuộc, liền không dễ dàng như vậy. Bởi vì đối người quá quen thuộc, sự tình ngươi nói có thể ngay cả đối phương cũng không biết. Trong lòng im lặng, trên mặt lại lộ ra thương xót, than thở nói. Ai, thật ra thì ta đã sớm nhìn ra, chỉ là sợ ngươi lo lắng mới không nói, một mực tìm kiếm phương pháp hỗ trợ giải quyết. Hai ngày nay vừa vặn tìm tới, đây là phương pháp, ngươi nhìn một chút. Nói xong, ngón tay điểm một cái. Phần Phật, một bộ pháp quyết tu luyện truyền đến trong óc tưởng Phương Bình. Hắn xem xong tàng thư khố của tưởng ra, biết đối phương tu luyện bộ công pháp này, tồn tại sai lầm gì, kết hợp thiên đạo pháp quyết, hơi sửa lại một cái, liền có thể giải quyết, không tính là gì. Cái này, cái này, cảm nhận được trong đầu truyền lại pháp quyết, tưởng Phương Bình như bị xét đánh, không ngừng run dày lấy nhãn lực của hắn, có thể dễ dàng nhìn ra tầm quan trọng của bộ pháp quyết này, dựa theo tu luyện, không chỉ tai họa ngầm trên người có thể giải quyết, tu vi cũng có thể tiến nhanh. Chương 3126, khó phân thật giả 2. Chẳng lẽ, tộc trưởng thật sớm đã nhìn ra, hơn nữa một mực hỗ trợ tìm kiếm phương pháp giải quyết. Thật muốn như vậy, phần ân tình này thật quá lớn. Chúc mừng Phương Bình trưởng lão. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Trưởng lão bên cạnh lập tức hiểu rõ, nhịn không được ôm quyền. Đừng bị hắn mê hoặc. Không nghĩ tới vị trước mắt này, không chỉ ngụy trang hắn giống như đúc, còn một hơi nói ra mấu chốt tu luyện của Tưởng Phương Bình trưởng lão, hơn nữa tìm được phương pháp giải quyết, Tưởng Phương Du chỉ cảm thấy da đầu run lên, giống như quái vật. Ta mới là thật, Tưởng Phương Thành trưởng lão, người ta biết hơn 100 năm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Huyền nhìn về phía một lão giả trước người Tưởng Phương Bình. Hai ta biết hơn 100 năm, Tưởng Phương Thành trưởng lão, ngươi tu luyện An Hồn công, hiện tại hẳn là đạt tới tam cảnh, có điều bộ công pháp này, cùng Thanh Hồn quyết trước đó ngươi tu luyện có chút xung đột, cho nên ta khuyên ngươi nên ngừng lại. Tu luyện cái này, bảo đảm có thể tiến bộ càng nhanh. Nói xong ngón tay điểm một cái, một đạo ý niệm truyền lại. Tưởng Phương Thành cách đó không xa, tiếp thu được công pháp truyền đến, ngốc tại chỗ, hiển nhiên cũng triệt để bối rối. Bộ pháp quyết này Cùng thanh hồn quyết trước đó nhất mạch tương thừa, cường đại hơn an hồn công quá nhiều. Thật ra thì ta không chỉ lưu tâm với Tưởng Phương Bình, Tưởng Phương thành trưởng lão, vì gia tộc mạnh hơn, mỗi một vị trưởng lão các ngươi, ta đều cẩn thận quan sát qua, biết các ngươi tu luyện gặp phải vấn đề gì. Tưởng Phương chân trưởng lão, không nhìn lầm, có phải ngươi tự mình tu luyện công pháp hồn điển tới cảnh giới thứ tư hay không? Bây giờ tu vi của ngươi còn chưa tới, tốt nhất đừng cưỡng ép tu luyện, nếu không có hại không ích gì gần đây có phải thường xuyên cảm thấy hô hấp không thoải mái, hồn thể cùng thân thể có chút chia lìa hay không? Tưởng phương lâm trưởng lão, gần đây thân thể hao tổn có chút nghiêm trọng, tạm thời không vội lấy tiểu thiếp, nếu không ta sợ tuổi thọ của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Tưởng phương hử trưởng lão, người yêu thích thư hỏa không sai, nhưng cũng không thể chậm chế tu luyện, tu vi có phải đã trì trệ không tiến rất lâu hay không? Một bên nói, trương nguyền một bên nhìn quanh, nhìn về phía một vị trưởng lão, liền nói một câu, thời gian qua một lát, các trưởng lão đều lặng ngắt như tờ, trầm mặc xuống. Vị trước mắt này, nói không sai chút nào, tất cả đều là nan đề cùng mấu chốt của bọn họ. Chẳng lẽ, hắn thật sự là tộc trưởng, nếu không, làm sao lại biết bọn hắn kỹ càng như vậy? Thấy tất cả trưởng lão lặng im, không nói thêm gì nữa, tưởng phương du nắm tóc, phát cuồng. Con mẹ nó người rốt cuộc là ai? Tình huống trưởng lão trong tộc tu luyện, xem như hắn cũng biết không rõ ràng, cái tên này rốt cuộc làm sao biết được? Hơn nữa nói không sai chút nào, để mọi người tất cả đều tin tưởng và nghe theo. Các ngươi cũng phục hắn luôn rồi, ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật mất trí nhớ, nhớ lầm, thật ra thì ta không phải Tưởng Phương Du. Vậy ta ở đâu, ta là ai, ta tên gì? Trong đầu choáng váng, Tưởng Phương Du cũng nhịn không được nữa, quay đầu nhìn về phía Tưởng Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ta là cha ngươi, ngươi nhất định nhận ra nhanh nói cho tất cả mọi người ta mới là thật. Nếu như tất cả trưởng lão đều nhận không được hắn, con gái nhất định có thể nhận ra được. Ta không nghĩ tới xuất hiện hai phụ thân, tưởng phỉ phỉ cũng choáng váng. Ta, ta toát ra hai phụ thân, nàng cũng rất lo lắng, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì a hát. Cha ta trước đó cùng ta nói để cho ta lĩnh mộ linh hồn chân giải, nếu như làm không được liền thông ra hoặc là gả cho trương gia trương huyền, hoặc là lạc gia lạc thiên nhai. Nếu như các ngươi ai có thể nói ra, ta trả lời cái gì, người đó là thật. Tưởng phỉ phỉ cắn răng. Trương 3127, ngươi là giả. Một, nhờ vào dung mạo cùng khí tức linh hồn, nàng cũng phát giác không ra ai là thật, ai là giả, đã như vậy, chỉ có thể căn cứ trước đó đối thoại, tới tiến hành phán đoán. Ngươi nói, suy nghĩ một chút, tưởng phương du vừa định trả lời, liền nghe ra hỏa kia mở miệng. Người nói, ta mới không muốn gả cho Trương Huyền kia, ngày ngày chỉ biết trang bức, đả kích người, hơn nữa còn từ hôn ở trước mặt mọi người, làm cho tiểu công chúa đau khổ, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Cái này, tưởng phỉ phỉ sửng sốt một chút, gật đầu. Không sai, chính là câu này. Tưởng phương du run rẩy cảm thấy có phải ký ức của mình bị đối phương đọc được hay không? Đây là hắn và nữ nhi đối thoại, vị trước mắt này làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Không đúng, ngươi, vừa rồi liền ẩn giấu ở bên người chúng ta đúng hay không? Nếu không làm sao biết ta cùng phỉ phỉ đối thoại? Tưởng phương du kìm nén không được, trên đầu gân xanh kéo căng, hét lớn một tiếng. Bắt kẻ trộm ăn cắp bảo vật gia tộc, kết quả lại làm cho bản thân cũng không biết mình là ai, hắn thật phát điên. Người mới là người ẩn núp. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngoan ngoãn hiện ra bản thể đi, nếu không, mọi người cùng nhau ra tay, người chỉ có một con đường chết. Ta tưởng Phương Du siết chặt nắm đấm, thân thể không ngừng run rẩy, muốn nói điều gì lại nói không ra. Đối phương nói không sai, nếu như tất cả trưởng lão thật không tin mình, hiện tại lại không có gia chủ lệnh, một khi mọi người liên thủ, quả thực khó mà chống lại. Làm không cẩn thận thật sẽ bị đánh chết tại chỗ. Được rồi, ta tới nói một câu công đạo đi thời điểm hắn không biết làm sao mới tốt, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong đám người một lão giả đi ra. Trương Huyền nhìn lại, nhận ra được, là tưởng ra tưởng phương vân trưởng lão. Mặc dù bây giờ ở trong tộc chức vị không cao, lại nắm giữ uy tín cực cao, vừa rồi cũng tiến hành chỉ điểm đối phương. Phương vân trưởng lão, mời nói. Nhận ra đối phương, Trương Huyền ôm quyền. Ừm, tưởng phương vân trưởng lão gật gật đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, vừa rồi ngươi chỉ điểm cho mọi người, ta cũng nghe vào trong tai, nhắm thẳng vào linh hồn chân ý cùng bản chất tu luyện, không có sai lầm chút nào. Nói thật, ta cũng nghĩ, nếu thật là tộc trưởng của chúng ta thì tốt biết bao. Tộc nhân nhất định nhanh chóng tiến bộ, vượt qua trương gia, lạc gia ở trong tầm tay. Đáng tiếc, ngươi không phải. Không phải. Trương huyền sướng sờ. Ta thật sự là tưởng phương du. Đưa tay ngăn cản hắn, tưởng phương vân lắc đầu. Thật ra thì không chỉ ta nhìn ra, tất cả trưởng lão đều nhìn ra rồi, Tưởng Phương Du tộc trưởng, cùng chúng ta ở chung vượt qua trăm năm, có năng lực như thế nào, chúng ta biết rất rõ ràng. Nhìn ra mấu chốt cùng thiếu hụt trên người chúng ta, còn chỉ điểm. Hắn không có năng lực này, cũng làm không được, thật có loại bản lãnh này, tưởng ra cũng không đến mức ở trong Tam đại gia tộc xếp hạng cuối cùng. Đúng vậy, dù nhân phẩm của Tưởng Phương Du không tệ, nhưng năng lực quá kém ngươi lợi hại hơn tộc trưởng nhiều." Vừa dứt lời, lại có mấy vị trưởng lão đáp lời. Tưởng Phương du mắt tối sầm lại. "Mẹ nó, lão tử ở trong lòng các ngươi chính là cái bộ dáng này. Năng lực không đủ, ta nơi nào không đủ, có thể nói chuyện cẩn thận hay không?" Chương 3128, ngươi là giả. Hai. Vừa rồi vẫn nghĩ để tất cả trưởng lão nhận ra hắn là ai, hiện tại thật nhận ra hắn là thật, vì sao không những không có cảm thấy cao hứng ngược lại cảm giác đau tim như thế, đang buồn bực chỉ thấy nữ nhi ở một bên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: cha ta năng lực có chút không đủ, tuyệt đối không nói ra những thứ như ngươi nói được. Tưởng Phương Du che ngực, coi như nhận ra ta là thật cũng không đến mức đâm tim như vậy a. À. Làm sao lại sinh ra một nữ nhi hố cha như vậy chứ? Vốn đang cân nhắc thông ra có lỗi với nữ nhi đã nói cha mình như vậy, một lát nữa liền cân nhắc gả ngươi cho Trương Huyền chán ghét kia tưởng phương du đau tim, trương huyền thì không nhịn được ngẩn ngơ. Còn tưởng rằng chỉ ra thiếu hụt, giải quyết mấu chốt trên việc tu luyện, mọi người có thể tin tưởng và nghe theo, náo loạn hồi lâu, tự mình bán mình đi. Quá ưu tú, quả nhiên rất dễ dàng bị nhìn ra. Mặc kệ ở nơi nào cũng giống như đom đóm trong bóng đêm, rõ ràng như thế, xuất chúng như thế. Chỉ điểm linh hồn tu luyện không sai chút nào, đủ loại chi tiết, không có bất kỳ sai lầm. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đã xem xong toàn bộ tàng thư của tưởng gia A. Không có đoán sai, trước đó tổ phòng xuất hiện tiền bối bái phục, có phải chính là người lĩnh ngộ linh hồn chân giải hay không? Tưởng Phương Vân tiếp tục nói. Đúng, thấy đối phương không có hùng hổ dọa người, Trương Huyền biết không thừa nhận cũng không được, đành phải gật đầu. Lĩnh ngộ linh hồn chân giải của tưởng gia, lại biết tộc nhân cặn kẽ như vậy, chẳng lẽ? Người cũng là bàng chi trong tộc không biết tên. Tưởng Phương Vân nghi ngờ lạc gia xuất hiện một thiên tài siêu cấp lạc thiên nhai. Thân là bàng chi, lĩnh ngộ phong cấm chân giải, tin tức bọn họ đều biết được, sẽ không phải tưởng ra cũng có một cái như vậy chứ. Bằng không tại sao lại biết mọi người cặn kẽ như vậy, đối với công pháp gia tộc cũng rõ như lòng bàn tay. Trương huyền dầu dĩ, không biết trả lời như thế nào. Thật ra thì bất kể có phải bàng chi hay không, lĩnh ngộ linh hồn chân giải, liền có tư cách làm gia chủ. Huống chi, người chân chính luyện hóa ra chủ lệnh, hơn nữa nắm đại trận gia tộc trong tay. Con mắt tưởng phương vân sáng lên nhìn qua, tiến về phía trước một bước, ôm quyền không người. Cho nên, chúng ta hy vọng người có thể trở thành gia chủ chân chính của chúng ta, dẫn đầu tưởng ra vượt qua cửa ải khó. Trương Huyền sửng sốt, một lát sau mới nhịn không được lắc đầu. Nói thật, ta không phải là người tưởng ra các ngươi. Nếu thật là bàng chi, ngược lại cũng thôi, đáng tiếc hắn cùng tưởng ra không có nửa xu quan hệ. Không phải người tưởng ra, mọi người đều sững sờ. Không phải cũng không sao, lĩnh ngộ linh hồn chân giải của tưởng ra, liền có quan hệ không thể dứt bỏ với tưởng ra, như vậy. Gà tưởng phỉ phỉ cho ngươi, người đồng dạng có thể làm tộc trưởng của tưởng ra chúng ta. Tưởng Phương Vân gật đầu nói. Không được, không nghĩ tới vị trưởng lão này vừa mở miệng, liền lấy hạnh phúc của nàng làm tiền đặt cược tưởng phỉ phỉ vội vàng lắc đầu. Người trước mắt này ngụy trang thành phụ thân, bao nhiêu tuổi tác còn không rõ ràng, nàng mới không gả. Phương vân trưởng lão nói giỡn, làm tộc trưởng có thể, lấy nàng liền quên đi. Trương Huyền cũng vội vàng cự tuyệt. Nếu như đối phương thật không ngại, một người ngoại tộc làm tộc trưởng của bọn họ mà nói, quả thực có thể cân nhắc. Dù tưởng phương du cùng thanh niên trắng nõn đi chung một chỗ, nhưng tưởng ra truyền thừa vài vạn năm, có một hai sâu mọt cũng không có gì luôn không có khả năng cả gia tộc đều phản bội nếu không danh sư đường khẳng định đã sớm phát hiện mấu chốt nhất là nếu quả thật phản bội làm gia chủ cũng có thể sửa chữa tốt hơn để hắn không làm ra sự tình làm hại nhân tộc lấy ta liền quên đi người có ý tứ gì bản thân còn chưa phủ nhận xong tên này liền quả quyết cự tuyệt nghe nói như thế tưởng phỉ phỉ trực tiếp nổ tung Vũ hồn bí mật thượng. Một, bất kể nói thế nào, nàng cũng là thiên tri kiêu tử, toàn bộ đại lục tên tuổi lẫy lừng, mấu chốt nhất là. Hết sức xinh đẹp, ngàn dặm mới tìm được một, phương vân trưởng lão nói như vậy, người một mặt ghét bỏ. Có ý tứ gì? Ý tứ mặt chữ là người quá xấu, ta không thích. Trương Huyền lắc đầu, không thèm để ý nữ hài sắp bùng nổ, lần nữa nhìn về phía phương vân trưởng lão. Ta đã có người ưa thích, thông ra liền thôi, không thể ở dễ tưởng ra. Nếu như vậy, các người vẫn nguyện ý để cho ta làm tộc trưởng, ta sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt tưởng ra càng đi càng tốt, mà không phải đi lên con đường tà đạo. Sĩ linh tộc đã xuất hiện, đại chiến sắp bắt đầu, đã lôi kéo được trương gia, lạc gia, nếu như tưởng ra cũng có thể nghe theo chỉ huy tự nhiên càng tốt. Vừa vặn cũng có thể điều tra, thanh niên trắng nõn kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao thiên cơ sư phản bội, tưởng ra phản bội, danh sư đường cũng có người phản bội hắn cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy có lẽ có khả năng giống như là thất thất trước đó cũng là một hiểu lầm nghe hắn không nguyện ý gia nhập tưởng ra, tất cả trưởng lão đều trầm mặc xuống để người ngoài làm tộc trưởng gia tộc của mình đây là sự tình chưa bao giờ có khẳng định không được chúng ta là gia tộc không phải tông môn không có huyết mạch làm sao phục chúng hắn luyện hóa ra chủ lệnh càng nắm giữ đại trận của gia tộc, xem xong tất cả thư tịch trong tộc, nếu như không ở lại gia tộc, tưởng ra còn có bí mật gì đáng nói. Lĩnh mộ linh hồn chân giải, liền cùng tưởng ra có quan hệ không thể dứt bỏ, hiện tại hắn không đồng ý thông ra, chỉ cần ở lại lâu, khẳng định sẽ đồng ý, không có gì. Tuy phỉ phỉ xấu một chút, tính tình kém một chút, chỉ cần từ từ bồi dưỡng, lâu ngày cũng có thể sinh tình. Người chưa tử bách ra tới đại lục, căn cứ tin tức vừa mới truyền đến, địa quật bạo động, danh sư đường cùng chiến sư đường dường như sắp chấn thủ không được. Một khi phát sinh náo động, tưởng ra là một trong tam đại gia tộc, nhất định đứng mũi chịu sao. Trong tộc quả thực cần một vị cường giả lĩnh ngộ linh hồn chân giải tỏa chấn. Huống chi hắn lý giải tu luyện sâu như vậy, tùy tiện chỉ điểm, liền có thể để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Tất cả trưởng lão nghị luận ẩm ý. Có đồng ý, có phản đối. Đã không phải người tưởng ra, không biết ngài rốt cuộc là ai thương nghị hồi lâu, không có bất kỳ đầu mối gì, tưởng Phương Vân nhìn qua. Những người khác cũng dừng thảo luận, tràn đầy tò mò. Ngay cả tưởng phỉ phỉ cũng không tiếp tục giàu dĩ sự tình người khác nói nàng xấu. Thực không dám giấu giếm, tại hạ. Biết giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, ngụy trang trên mặt Trương Huyền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thanh âm cũng đổi trở về bản thân. Trương Huyền, Trương Huyền, tiểu thiên tài Trương Gia. Trương Gia tộc trưởng, Hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm giác đầu sắp muốn nổ. Trương gia gia chủ chạy đến tưởng ra bọn họ, không chỉ nhìn xong tất cả thư tịch, còn lĩnh ngộ linh hồn chân giải. Luyện hóa gia chủ lệnh. Vốn bọn họ cho rằng, coi như vị này không phải tộc nhân, cũng khẳng định là lão nhân ở trong tộc, nếu không không có khả năng biết tưởng ra nhiều như vậy, nằm mộng cũng nghĩ không ra, là người trẻ tuổi chỉ có 20 tuổi. Mấu chốt nhất là, hầu như chưa tới tưởng ra, vừa đến liền lĩnh ngộ chân giải. Ngươi, ngươi, sắc mặt tưởng phỉ phỉ trắng bệch, con mắt sắc trừng ra. Ngay trước mặt của người ta nói, hắn chỉ biết trang bức. Có tính đắc tội người hay không? Bất quá dường như hắn càng quá mức, nói ta xấu. Vốn còn nghĩ tìm cơ hội đánh một trận tơi bời, hiện tại xem ra, sẽ không có cơ hội. Cái tên này quá mạnh, danh sư đường, mười mấy vị danh sư cửu tinh, tính cả quyền đường chủ cũng không làm gì được hắn nàng thật muốn đi qua đoán chừng một tay liền bị quất bay không còn sót lại một chút cạn ngươi là trương huyền khó trách có thể kích hoạt huyết mạch trương gia vận dụng thời gian chân giải tưởng phương du biết thân phận chân thật của người trước mắt này cũng như bị xét đánh cực kỳ khó tin vốn cho rằng là đại năng nào đó nằm mơ cũng không nghĩ đến là người trẻ tuổi còn nhỏ hơn nữ nhi không đúng vừa rồi ngươi không chỉ vận dụng thời gian chân giải còn vận dụng không gian phong cấm chân giải chẳng lẽ, người còn lĩnh ngộ không gian phong cấm? Nhớ tới một việc, đồng tử của tưởng Phương Du co rụt lại, nhịn không được nói. Không sai, ta cũng lĩnh ngộ không gian phong cấm chân giải. chương 3130, vu hồn bí mật thượng. 2. Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi tình cảnh nguy cấp, đã thi triển ra phong cấm chân giải, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Người lĩnh ngộ phong cấm chân giải, như vậy lạc gia lạc thiên nhai. Nhớ tới vị trước mắt này ngụy trang thành hắn, ngay cả các trưởng lão, con gái ruột cũng không thể nhận ra, kết hợp lạc thiên nhai đột nhiên xuất hiện. Trong mắt tưởng phương du tràn đầy kinh hoàng. Không sai, lạc thiên nhai là ta ngụy trang. Trương huyền lần nữa gật đầu. Cái này, khó trách. Thân thể tưởng phương du run rẩy rốt cuộc minh bạch, khuôn mặt cười khổ. Trước đó một mực đang nghĩ, lạc ra sao vận khí tốt như vậy, mới vừa bị đánh mặt, liền toát ra thiên tài tuyệt thế, náo loạn hồi lâu vẫn là vị trương huyền này. tưởng phỉ phỉ ở một bên cũng xứng sờ một người thân kiêm hai đại tộc trưởng, còn có loại thao tác này, cùng đối phương tỷ thí, cái gì cũng không bằng. thời gian chân giải, không gian chân giải, linh hồn chân giải, một người toàn bộ lĩnh ngộ, lúc nào chân giải không đáng tiền như thế, tùy tiện liền có thể làm được. tam đại gia tộc vài vạn năm qua, trừ tiên tổ hầu như không có hậu bối hoàn thành. So sánh với tên này, làm sao cảm giác tất cả hậu bối đều giống như phế vật vậy? Chư vị, sau khi hết khiếp sợ, tưởng phương du tỉnh hồn, nhìn quanh một vòng. Ta chỉ nói một việc, cuối cùng lựa chọn ra sao, do các người quyết định. Tộc trưởng mời nói, đám người tưởng phương vân nhìn qua. Hồn ấn trong tàng bảo các biến mất, đoán không sai, hẳn là bị trương huyền lấy đi, hơn nữa luyện hóa. Tưởng Phương Du nói: "Là ta lấy đi, nhưng chưa luyện hóa." Trương Huyền hơi đỏ mặt, cướp sạch tàng bảo các của người khác, lông cũng không còn dư lại, lúc này bị trước mặt mọi người hỏi ra, thực sự có chút xấu hổ. Xem ra một lát nữa chỉ có thể trả lại cho đối phương. Lấy đi hồn ấn. Nghe được Tưởng Phương Du nói, tất cả trưởng lão đều chấn động, ngay sau đó Tưởng Phương Vân tiến về phía trước một bước, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Vãn bối tưởng ra, Tưởng Phương Vân bái kiến hội trưởng. Tưởng ra hậu bối, bái kiến hội trưởng. Các vị trưởng lão khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Hội trưởng, Trương Huyền sướng sờ, mới vừa không phải nói ra chủ ư, hội trưởng, cái quỷ gì? Trương gia chủ đã nhìn qua công pháp tưởng gia chúng ta, hẳn phải biết linh hồn bí tịch của tưởng gia chúng ta, truyền thừa từ vu hồn sư. Thấy hắn mê man, tưởng phương du truyền âm tới. Ừm, Trương Huyền gật đầu, điểm ấy trước đó hắn liền nghi ngờ vu hồn sư không phải đã bị danh sư đường tiêu diệt ư. Làm sao vẫn tồn tại, hơn nữa lưu lại truyền thừa quang minh chính đại như vậy, đứng sừng sững ở đỉnh phong đại lục. Hồn ấn, là con dấu của vu hồn sư công hội hội trưởng năm đó. Có thể khống chế thứ này, chính là vu hồn sư công hội hội trưởng, tưởng ra chúng ta nguyện ý phụng làm chủ. Tưởng phương du ôm quyền không người. chương 3131, vu hồn bí mật hạ. Một. Hồn ấn của hội trưởng Vu Hồn sư công hội. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Khó trách thứ này nặng nề như vậy, không lĩnh ngộ linh hồn chân giải, ngay cả Vu Hồn cũng cầm không đi, không nghĩ tới có lai lịch lớn như thế. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tưởng ra làm sao nhận được Vu Hồn sư truyền thừa, sao lại phụng người khống chế hồn ấn làm chủ? Không phải Vu Hồn sư phản bội nhân tộc, đã sớm bị danh sư Đường Diệt Sát ư? Trương Huyền hồ đồ, là thật không hiểu. Tưởng ra là một trong tam đại gia tộc, danh sư đường nghiêm khắc giám sát, có phải vu hồn sư hay không, nhất định có thể tùy tiện nhìn ra, chỉ am hiểu bí pháp linh hồn, cùng vu hồn hoàn toàn là hai loại khái niệm, sao có thể là truyền nhân của người sau. Chuyện này thuộc về cơ mật cốt lõi nhất của tưởng ra, nơi này không tiện nói chuyện, không biết trương sư có thể cùng chúng ta về đại điện hay không. Trần chờ một chút, tưởng phương du nói. Tuy có đại trận hộ tộc ngăn cách, ngoại nhân không cách nào dò xét, nhưng sự tình muốn nói thực sự quá mức cơ mật tất cả vẫn phải cẩn thận ừm trương huyền gật đầu mời tới bên này tưởng phương du thở phào nhẹ nhõm đi đầu bay tới đằng trước các trưởng lão khác theo sát phía sau trương huyền cũng không chậm trễ thời gian không dài đi tới một đại điện rộng lớn tay cầm ra chủ lệnh của đối phương khống chế hộ tông đại trận cũng không lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi vào đại điện trương huyền ngồi ở chủ vị Lúc này những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Vận chuyển trận pháp, phong ấn bốn phía, Tưởng Phương Du mới nói. Nghe nói Trương sư từng truyền thụ một học sinh tên Lộ Sung, Vu hồn tinh diệu, nắm giữ thực lực đại thánh. Không biết có việc này không? Thật có việc này. Trương Huyền gật đầu. Lúc trước Lộ Sung vì cứu hắn, cùng danh sư Đường Đại Chiến, sớm đã huyên náo xôn xao, đối phương biết không tính là gì. Nói như vậy, Trương sư cũng là một vị vu hồn sư. Ừm, Trương Huyền lên tiếng. Vậy thì không sai. Thấy hắn thừa nhận, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tưởng Phương Du cũng nhìn qua, trong mắt mang theo kích động. Không biết, vu hồn truyền thừa của Trương Sư đến từ nơi nào, có thấy qua vu hồn sư khác không? Truyền thừa của ta, đến từ một hồn phách sống sót từ thượng cổ, cũng chưa gặp qua vu hồn sư khác. Trương Huyền lắc đầu. Mặc hồn sinh chỉ là một tàn hồn sống sót, chuẩn xác mà nói, đã không tính là vu hồn sư chân chính. Còn cái khác, thật đúng là chưa thấy qua, cũng không tính là nói dối. Chưa thấy qua. Tưởng Phương Du sững sờ. Đúng vậy. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Không phải vu hồn sư là tồn tại cấm kỵ ư? Ở danh sư đại lục, truyền thừa sớm đã cắt đứt. Cấm kỵ. Nghe nói như thế, Tưởng Phương Du trầm mặc phút chốc, lần nữa nhìn qua. Chương 3132 Vô hồn bí mật hạ. Hai, xem ra trương sư cũng không biết những sự tình kia. Chuyện gì? Thật ra thì, năm đó vô hồn sư không hề phản bội nhân tộc. Tưởng Phương Du nói, không phản bội. Trương Huyền nghi ngờ, chuyện này tất cả danh sư đường đều có tư liệu, là sự tình ở danh sư đại lục người người đều biết. Chẳng lẽ là giả? Sĩ Linh tộc quá mức mạnh mẽ, năm đó xem như khổng sư dẫn dắt 72 vị thân truyền cũng không chống lại được. Thậm chí Khổng Sư còn bị người mạnh nhất trong đó vây ở Trần Thái, không cách nào chạy ra. Tưởng Phương Du than thở một tiếng, chậm rãi nói: "Trương Huyền gật đầu. Chuyện này hắn nghe ngoan nhân đề cập qua, ngay cả Khổng Sư cũng từng ở trên tay hắn bị nhiều thua thiệt. Tình huống lúc đó là, dị linh tộc đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, mà chúng ta đối với đối phương lại biết rất ít, đặc biệt là sát lục chi khí, hầu như không người có thể chống lại. Vô số cường giả thực lực tương đương đối phương, nhưng gặp được loại khí thức này, liền sẽ trở nên ý thức mơ hồ, bó tay chịu trói, bị đánh chết tại chỗ. Tưởng Phương Du tiếp tục nói. Trương Huyền lặng im. Lần đầu tiên nhìn thấy dị linh tộc, chính là loại tình huống này. Sát lục chi khí đâm thẳng nội tâm, ảnh hưởng linh hồn, rất nhiều người đứng cũng không vững, thậm chí danh sư cũng làm không được, huống chi người bình thường. Vì để cho nhân loại chiến thắng, khổng sư quyết định để tu luyện giả am hiểu linh hồn chui vào dị linh tộc, dò xét bí ẩn linh hồn của bọn họ. Thân sắc của tưởng phương du ảm đạm xuống. Vu hồn sư ở lúc nhân tộc lâm nguy, đồng ý nhận nhiệm vụ. Bất quá vì để cho đối phương tin tưởng, nhất định phải triệt để đoạn tuyệt nhân loại và danh sư đường. Ngay sau đó liền có những sự tình hậu thế ghi lại, vu hồn sư bởi vì tu luyện tà dị, đầu nhập vào dị linh tộc, bị danh sư đường đổ sát, truyền thừa hủy diệt. Cái này, thân thể Trương Huyền chấn động. Nếu như đối phương nói là thật, như vậy vu hồn sư bỏ ra cũng quá lớn. Rõ ràng là anh hùng của nhân tộc, lại bị nhục mạ vài vạn năm. Khi đó nhân tộc ở dưới dị linh tộc chèn ép, trải qua cuộc sống không bằng châu ngựa, sinh tử không do bản thân khống chế, có thể đuổi bọn hắn ra ngoài, là hy vọng của tất cả nhân tộc, bị chút tuổi thân đáng là gì. Biết hắn nghĩ cái gì, tưởng phương du nói tiếp. Vì để cho dị linh tộc tin tưởng, Danh sư đường vận dụng vô số danh sư vây quét Vu hồn sư, cái nghề nghiệp này hầu như một đêm diệt tuyệt. Lúc đó sau khi công hội hội trưởng bị bắt, thì thề đoạn tuyệt với danh sư đường, tự sát tại chỗ. Tự sát, như vậy. Trương Huyền tràn đầy khó tin, người đã chết, làm sao chui vào dị linh tộc. Lúc đó hội trưởng thoạt nhìn là tự sát, trên thực tế vô hồn không chết, mà lưu lại nhất mạch truyền thừa, cũng chính là tưởng ra chúng ta bây giờ, bản thân thì đi dị linh tộc. Tưởng Phương Du than thở một tiếng, tiếp tục nói. Thảm trạng của vu hồn, vị cường giả kia của dị linh tộc tận mắt nhìn thấy, cho nên đối với vị hội trưởng chỉ còn lại hồn thể, tin tưởng không nghi ngờ. Ở chung lâu, hội trưởng dần dần biết rõ bí ẩn của sát lục chi khí. Sau đó liền nghĩ biện pháp truyền tin tức về nhân loại, còn thiết kế một bộ phương pháp phản sát vị cường giả kia của dị linh tộc. Không chỉ như vậy, còn nhằm vào đặc điểm của đối phương, làm ra không ít pháp quyết tu luyện hồn phách chỉ bất quá là sai lầm, bình thường tu luyện không có vấn đề, sẽ để hồn lực tăng cường đại, nhưng thời gian lâu dài, sát lục chi khí sẽ càng ngày càng yếu, dẫn đến xuất hiện đủ loại vấn đề, cuối cùng để sức chiến đấu của bọn hắn trở nên càng ngày càng yếu. Pháp quyết sai lầm. Trương Huyền chấn động toàn thân, trong đầu nổ vang. Lúc trước lần đầu tiên đi vào địa quật, tính kế giết đám người Thanh Diệp Vương, cướp được không ít pháp quyết tu luyện linh hồn, kết quả lại phát hiện sai lầm rất nhiều khi đó liền cảm thấy kỳ lạ vì sao nắm giữ phu hồn sư pháp quyết tương trợ dị linh tộc tu luyện có nhiều sai lầm như vậy hiện tại mới hiểu được là vị hội trưởng kia cố ý lưu lại mục đích đúng là vì suy yếu đặc tính am hiểu nhất của dị linh tộc chịu nhục lẻn vào ngoại tộc cố ý truyền thừa công pháp sai lầm phần công đức này trương huyền siết chặt nắm đấm đang khiếp sợ đột nhiên nhớ tới một việc đồng tử co rụt lại lúc ấy bọn họ muốn phục kích cường giả tuyệt thế của dị linh tộc, người biết là ai không? chương 3133, Hậu nhân của tử huyên cổ thánh 1 Vị cường giả dị linh tộc kia, có thể ép khổng sư không có phương pháp đánh trả, không tiếc dùng kế nội ứng. Như vậy cường đại cỡ nào, chỉ sợ đã vượt qua cổ thánh. Họ tên cụ thể của vị kia đã không biết, cũng không có lưu truyền tới nay, chỉ biết thực lực của hắn có một không hai thiên hạ, xem mạng người như trò đùa, hung ác kỳ lạ, thì nộ vô thường, tâm tình không tốt, ngay cả tộc nhân của mình cũng giết. Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, tưởng Phương Du trần chờ một chút, chậm rãi nói. Bởi vậy, mặc kệ là dị linh tộc hay nhân tộc, đều gọi hắn là ngoan nhân. Ngoan nhân, trương huyền nhoáng một cái. Quả nhiên, vừa rồi nghe vây khốn khổng sư ở Trần Thái, liền mơ hồ đoán được, không nghĩ tới là thật. Tiểu ngoan ngoan phong ấn ở trong thiên đạo chi thư kia, thế mà đã từng là nhân vật để khổng sư nhức đầu. Vu hồn sư vì muốn giết hắn, càng không tiếc chịu nhục, đến bây giờ còn mang một thân ô danh, không người biện bạch. Khó trách tên này một mặt ngông cuồng, khi còn sống quả thực rất cường đại. Đúng vậy, căn cứ tin tức vị hội trưởng này truyền về, khổng sư trước thời hạn bố cục, biết được hành trình của đối phương, tiến hành phục kích, trận chiến kia, đánh nhật nguyệt vô quang, thiên địa sụp đổ. Cuối cùng ngoan nhân bị khổng sư diệt sát, triệt để biến mất hai cốt không có lưu lại. Tưởng Phương Du nói. Trương Huyền lặng im. Toàn thân ngoan nhân vỡ vụn thành vô số khối. Hiện tại hắn siêu tập mấy bộ phận, tự nhiên biết rất rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới, vì giết hắn lại thảm liệt như vậy. Không chỉ Vu Hồn sư, chỉ sợ khổng sư cũng bỏ ra rất nhiều. Việc này danh sư đường chưa hẳn rõ ràng ha. À. Làm sao người biết? Một lát sau, Trương Huyền nhìn qua hỏi. Việc này tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật. Tổng bộ danh sư đường cũng chưa chắc biết, vị trước mắt này, vì sao biết rõ ràng như vậy? Tưởng gia Tàng thư khố, hắn nhìn từ đầu tới đuôi, nếu có ghi lại mà nói, nhất định đã sớm biết, nhưng không có ghi chép, sự tình đã qua vài vạn năm, chuyện này làm sao truyền thừa xuống? Hồn ấn. Tưởng Phương Du nói, những việc này, Khổng sư lưu ở trong hồn ấn, chỉ cần trở thành tộc trưởng tưởng ra, để gia chủ lệnh tiếp xúc hồn ấn, sẽ truyền ra tin tức, triệt để biết lai lịch của gia tộc nguyên nhân chính là như vậy mới có thể để cho chúng ta sau vài vạn năm cũng biết tiền bối làm ra bao nhiêu cống hiến thì ra là thế trương huyền than thở cũng phải công lao là không thể bị lịch sử mai một vu hồn sư vì nhân tộc vì đại nghĩa hy sinh nếu như hậu nhân không biết thì làm sao chính danh mà viết những sự tích truyền thừa này ra giấy mà nói một khi tin tức tiết ra ngoài làm không cẩn thận vu hồn sư thân ở dị linh tộc sẽ gặp được nguy hiểm cực lớn thậm chí toàn bộ sẽ bị diệt sát. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải, Khổng Sư khẳng định cũng không có phương pháp, cuối cùng chỉ có thể lưu những tin tức này ở trong hồn ấn, truyền thừa hậu thế, mong đợi một ngày sau khi bình định dị linh tộc, vì Vu Hồn Sư nhất mạch triệt để lật lại bản án. Tưởng ra, truyền thừa ở Vu Hồn Sư là đời sau của vị hội trưởng kia, chảy xuôi huyết mạch của hắn. Cho nên hậu bối ai có thể khống chế hồn ấn, liền có tư cách trở thành hội trưởng mới tộc nhân vô điều kiện nghe theo. Tưởng Phương Du nói, Trương Huyền gật đầu, giờ phút này tất cả trưởng lão cũng trầm mặc xuống. Bọn họ chỉ biết tưởng ra truyền thừa ở vu hồn sư, nhưng chi tiết cụ thể thì không rõ ràng, giờ phút này nghe được tộc trưởng giảng giải, mới coi như thực sự hiểu rõ. Tổ tiên của chúng ta lại là vu hồn sư. Tưởng phỉ phỉ cũng lặng im, hốc mắt ửng hồng. Từ trước đến nay, nàng đều lấy bản thân là danh sư mà tự hào, chán ghét vu hồn sư, chán ghét chức nghiệp lấy mạng người làm trò đùa kia. chương 3134, Hậu nhân của tử uyên cổ thánh 2 Giờ phút này mới hiểu được, chức nghiệp một mực chướng mắt kia, vì nhân tộc, từng làm ra cống hiến lớn như thế. Không có bọn họ, dị linh tộc hẳn vẫn còn ở trên đại lục, để nhân tộc bó tay toàn tập. Trương sư có thể lĩnh ngộ linh hồn chân giải, hơn nữa có thể lấy đi hồn ấn, bất luận từ góc độ vu hồn sư, hay từ góc độ tưởng ra, đều không hề nghi ngờ trở thành tộc trưởng, không ai dám nói cái gì. Tưởng Phương Du lần nữa nhìn qua. Đúng vậy, trường sư có thể lĩnh ngộ, thời gian, không gian, thậm chí linh hồn chân giải, hơn nữa làm ra sự tình để danh sư đường cũng phải ghé mắt, có lẽ trách nhiệm trừ bỏ ô danh cho vu hồn sư, để nó lần nữa xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, chỉ có người mới có thể hoàn thành. Làm hậu nhân của vu hồn, chúng ta chờ đợi cái này. Thực sự quá lâu, mong trương sư không nên chối từ tất cả trưởng lão đồng thời đứng dậy cung kính ôm quyền tưởng ra là huyết mạch truyền thừa nhưng vu hồn sư công hội không phải nắm hồn ấn trong tay chẳng khác nào hội trưởng vài vạn năm qua chỉ có người này có thể làm được tổ tiên bọn họ bị khuất nhục thời gian quá lâu làm hậu bối thật không nguyện ý để tiên tổ tiếp tục hổ thẹn không thể để cho anh hùng chảy máu còn phải tiếp tục rơi lệ dù người của danh sư đại lục không rõ ràng tưởng ra có quan hệ với vu hồn sư. Cái này, Trương Huyền dừng lại một chút, sau đó gật đầu. Trở thành tưởng gia tộc trưởng, không có vấn đề, chỉ là tưởng phương du tộc trưởng, ta có một chuyện không biết rõ, mong có thể giải thích nghi hoặc. Mời nói, tưởng phương du nghiêm mặt. Hôm nay thời điểm ta tới tưởng gia, trong lúc vô tình nhìn thấy người tiếp xúc một thanh niên trắng nõn. Người này ta gặp qua, thậm chí cùng hắn giao thủ hai lần, nếu như không có đoán sai, hẳn là dị linh tộc. Trương Huyền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nếu đối phương nói là thật, phù hồn sư vì nhân tộc, cống hiến lớn như thế, bọn họ làm hậu bối tự nhiên không có khả năng phản bội, từ đó bôi nhỏ tiên tổ vất vả. Nhưng thanh niên trắng nón kia lại nên giải thích như thế nào? Thanh niên trắng nón, Trương Sư nói là nhan tiết. Tưởng phương du sửng suốt một chút, nhìn qua. Nhan tiết, Trương Huyền nghi ngờ. Không sai, hắn không phải dị linh tộc, mà là đời sau của chư tử Bách Gia Tử Huyên Cổ Thánh, Tu Vi sớm đã đạt đến đại thánh bất hủ cảnh đỉnh phong, ở đại nho đường cũng tên tuổi lẫy lừng, nghe nói là cao thủ trên thiên bảng. Tưởng Phương Du giải thích, đời sau của Tử Huyên Cổ Thánh, thân truyền thứ nhất của khổng sư, Tử Huyên Cổ Thánh, thân thể trương huyền chấn động. Cái này sao có thể, ta tận mắt thấy hắn đi cùng dị linh tộc, hắn triệt để bối rối lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên trắng nõn kia là ở bạch khê sơn cướp đoạt truyền thế thiên phù trong bốn người có một người hiển lộ nguyên hình là dị linh tộc lần thứ hai ở thiên cơ sư công hội của phong cốc thành không chỉ toát ra mấy dị linh tộc còn có một dị linh tộc cổ thánh nếu như hắn là hậu nhân của tử uyên cổ thánh vì sao lại đi cùng dị linh tộc hơn nữa trợ giúp lẫn nhau cái này quãng thời gian trước hắn đến tìm ta để ta chịu trách nhiệm liên hệ tiền bối vu hồn xưa ở trong dị linh tộc ta chỉ truyền đưa tin tức, cụ thể làm cái gì, chư tử bách ra cực kỳ bí ẩn, cũng không nói qua. Cho nên không quá rõ ràng. Tưởng Phương Du nói, chương 3135, thu tưởng phỉ phỉ làm đệ tử một Liên hệ tiền bối vu hồn sư. Trương huyền tràn đầy hồ đồ. Tên này thật sự là hậu nhân của tử huyên cổ thánh, như vậy thiên cơ sư công hội khả năng cũng không phải phản bội, danh sư đường cũng như vậy, nhưng đường đường là cường giả chư tử bách ra, tại sao lại đi cùng dị linh tộc? Mấu chốt còn có cổ thánh của dị linh tộc. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, lại hỏi thăm vài câu, phát hiện tưởng phương du cũng không biết đối phương đang làm gì, chỉ dựa theo đối phương yêu cầu truyền tin tức, còn nội dung tin tức không có tư cách quan sát, tự nhiên không biết. Tiên tổ vì nhân tộc bỏ ra lớn như thế, làm hậu nhân, làm sao có thể bôi nhỏ anh linh của bọn họ, huống chi tưởng ra ta xây dựng vài vạn năm, Cường giả chết ở trong địa quật nhiều vô kể, con cháu coi như bất tài, cũng không có khả năng làm ra sự tình quên nguồn quên gốc. Thấy Trương Huyền nghi ngờ bọn họ phản bội nhân tộc, tưởng Phương Du ôm quyền, nghiêm mặt nói: "Thật xin lỗi, là ta lỗ máng." Trương Huyền vội vàng đứng dậy tạ lỗi. Tiên tổ của đối phương vì nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy, hắn lại nghi ngờ con cháu đời sau đã là đại bất kính. Phu hồn sư mang tiếng xấu, loại suy nghĩ này rất bình thường tưởng phương du lắc đầu lần nữa nhìn qua nhớ tới cái gì bừng tỉnh hiểu ra chẳng lẽ trương sư cảm thấy chúng ta có khả năng đầu nhập vào dị linh tộc mới chuyển không tàng bảo khố đúng vậy trương huyền hơi đỏ mặt đối phó dị linh tộc quả thực không cần tuân thủ lễ nghi cùng quy tắc danh sư gì tưởng phương du giờ mới hiểu được tổ tiên bọn họ có thể lẻn vào dị linh tộc chịu nhục chỉ bằng vào điểm ấy liền biết cũng không coi trọng quy tắc nếu thật gặp được thế lực lớn phản bội nhân tộc, trộm đi tất cả bảo vật của bọn họ, để bọn hắn không còn căn cơ, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Lát nữa ta sẽ trả lại tất cả bảo vật. Trương Huyền vội vàng nói. Biết đối phương không những không có phản bội nhân tộc, còn là đại công thần, coi như ra mặt của Trương Huyền dày, cũng không tiện chiếm bảo vật làm của riêng. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, tưởng phương du nở nụ cười. Tuy Trương Huyền làm việc không coi trọng quy tắc, nhưng thường thường có thể tạo được kỳ hiệu, ngày hôm nay nếu như gia tộc bọn họ thật phản bội nhân tộc, như vậy đoán sẽ để cho bọn họ nhức đầu không thôi, triệt để loạn trận tuyến. Mọi chuyện rõ ràng, còn lại liền đơn giản, Trương Huyền đồng ý tạm làm tưởng gia tộc trưởng. Trước khi Vu Hồn sư chưa lật lại bản án, tạm thời không thể móc nối với tưởng gia, nếu không mới không làm cái tộc trưởng này, khẳng định nhường cho Lộ Sung. Đệ tử của mình tìm được Vu Hồn tổ địa, cũng nhận được truyền thừa về sau nhất định là nhân vật thủ lĩnh cao nhất của vu hồn sư nhất mạch nói đến vu hồn tổ địa hắn rốt cuộc cũng minh bạch trước đó từng suy nghĩ vu hồn sư bị nhổ tận gốc làm sao tổ địa có thể may mắn thoát khỏi hiện tại xem ra chỉ sợ là khổng sư vì lưu hương hỏa cố ý che giấu hoặc hạ thủ lưu tình nếu không lấy năng lực của danh sư đường thật muốn tiêu diệt cái gì cũng rất khó còn lại đại điển kế nhiệm kết thúc đã đến đêm khuya Gọi tưởng phỉ phỉ tới trước mặt, Trương Huyền đưa tới một quyển sách. Trong này có ta lý giải đối với linh hồn chân giải, dựa theo cái này học tập, hẳn có thể lĩnh ngộ rất nhanh, không cần lại đi quan sát ngọc bích của tưởng gia. Trả lại bảo tàng cho tưởng gia, chỉ lưu lại một chút bảo vật có thể cung cấp linh khí, Trương Huyền đưa tới một bản bí tịch. Ngươi lý giải. Audio điện tử Võ Tấn bền. hết tập 131.